Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chúc đại chúng an lạc quý vị ơi. Hôm nay chúng ta có bài học tập phương pháp nào để giữ được phước báo. Ai vừa đọc rồi. Bây giờ tu phước tu duyên cũng tu rồi, nhưng mà nhiều người chúng ta giữ không được. Giống như tạo ra của rồi mà giữ không được. Này thiệt tình giống như bỏ công mà không được thu nhập quý vị. Nhiều người lắm quý vị, làm ăn, kinh doanh hay là buôn bán hay là tu hành gì, tạo ra được mà giữ không được. Hoặc là một người giữ mà nhiều người phá quá, nó cũng không được thạnh bao nhiêu. Nên cái nền giáo dục nó giúp cho mình giữ được phước báo. Trong nhà Phật dạy là mỗi người tu phải có chữ nhẫn. Nghĩa là nhẫn là một phương pháp để thành công từ thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Chúng ta gạo qua lịch sử sơ một cái vì sẽ thấy, dù là một người họ muốn có công danh ở thế gian thì họ cũng phải nhẫn. Nhẫn dữ lắm luôn á. Họ khổ dữ lắm mà họ cũng phải nhẫn. Nếu nói rằng là ông trời muốn giao phó cho ai một công chuyện gì đó thì người này phải trong cái khổ đau mà vượt qua thì người này mới thành công. Họ bị gièm pha, bị này bị kia, họ bị bệnh đau, họ bị đủ chuyện trong cái khổ cái khó mà họ như như bất động được, thì bản thân họ về sau mới thành tựu được cái việc thế gian và sắp thế gian. Nên cái kiên nhẫn là cái quan trọng, mà kiên nhẫn có định hướng. Giống như mình có phương hướng mà mình kiên nhẫn. Có những người người ta vì cái việc danh lợi thế gian mà người ta cũng phải kiên nhẫn. Còn mình vì cái việc giải thoát mình kiên nhẫn, cái này là đúng là mình có bến đổ rồi còn gì sợ gì. Đúng quý vị, có bến đổ rồi. Thì nhớ là bản thân mình sống trong cuộc đời này, quý vị cứ nhắc mình hoài là không có thiệt thòi nghe quý vị. Không có thiệt thòi đâu. Quý vị khổ, quý vị vì người, quý vị nhiệt tình hết lòng vì người. Quý vị bị người này người kia nói, nhưng quý vị đổi lại là quý vị có được cái trái tim con người đến với mình. Thấy không? Nó đâu có thiệt thòi đâu quý vị. Nên từ nơi đó phải thường nhắc mình gì để bản thân của mình không bị lạc lõng. Bản thân của mình không có bị hờn trách. Nếu không mà mình sẽ mang cái tâm hờn trách. Tại sao mình nhiệt tình với người ta mà người ta đối xử với mình vậy? Thường chúng ta bị cái bệnh là mình suy nghĩ mình nhiệt tình với người ta quá, tại sao người ta lại đối xử với mình vậy? Từ gia đình mình cũng gặp trường hợp này. Từ vợ chồng hay con hay là bạn bè mình gặp những sự việc mà người ta đối xử tệ với mình nói là mình quá nhiệt tình với người ta. Tại sao người ta đối xử với mình vậy? Mình đặt câu tại sao. Mà khi đặt cái câu tại sao là giống như mình bị bế tắc. Đặt câu tại sao là mình sẽ bị bế tắc. Nên cái người học đạo là cái người thông tâm quý vị. Mà nếu tâm mình mà không thông là mình bị bế tắc.
Mà khi con người mình bế tắc là nó sẽ bị phá vỡ hết. Khi nó bế tắc rồi là nó phá vỡ hết tất cả những gì mình đã tạo ra. Tạo ra thì lâu mà phá thì mau. Nên cái chữ nhẫn trong nhà Phật nó hay dữ lắm. Nếu như mà mình mà thiếu chữ nhẫn là tâm lượng mình hẹp hòi. Mà khi con người mình mà tâm lượng hẹp hòi thì là con người mình cái góc độ tư duy của mình nó cũng kém cỏi. Góc độ tư duy mình rất kém cỏi. Thí dụ như có những người mà thí dụ như ca sĩ đi, người ta lợi chùa mình ta hát đi, mà người ta chỉ cần mà không nhận thức được Phật Pháp, người ta không thấy được bao nhiêu con người tu đang rất nhiệt liệt chào đón họ bằng cả tấm lòng. Có khi họ không nhìn được chỗ này mà họ chỉ nghĩ rằng là ôi sao mình đi hát ở đâu cũng có tiền chứ hát đây không có tiền. Nếu như mà mở rộng cái tâm ra thì thấy ô mình đi kiếm tiền chỗ này chỗ kia tùm lum. Nhưng mà có khi đi đến một những nơi hát, mình hát mà ở dưới nó bấm điện thoại, có nhiệt tình gì đâu. Tại mua cái vé vô người ta có quyền, người ta ngồi sao kể người ta. Có khi mình hát mà người ta không càng ngó ngàng tới, mình đang hát ở dưới người ta bấm điện thoại. Có những ca sĩ mà bây giờ người ta mời lại cái tụ điểm hát, mà một cái công ty xí nghiệp gì đó người ta bữa đó người ta được nghỉ ngơi, người ta liên quan, người ta mời ca sĩ đến hát, ở trên ca sĩ nhảy múa hát ở dưới bấm điện thoại, đâu cần ngó ngàng đến đâu. Thì dù mình có lỡ đó cầm được cái bao thư đi chăng nữa, nhưng mà đối với cái sự cống hiến về cái cuộc đời ca hát, mình không có cảm giác gì. Không cảm giác gì. Mà nhiều người nếu mà không có sâu sắc chỗ này thì có tiền được tôi cặn gì chỗ đâu. Thì con người này không phải yêu nghề. Bây giờ nếu như quý vị mà mời những đức đi đến một nơi nào giảng pháp, dù quý vị có đưa những đức một cái vé là 100 triệu để mời những đức đi giảng, nhưng mà đi đến đó những đức giảng pháp mà quý vị đều ngồi lơ là bấm điện thoại, xin thưa quý vị, những đức không có cần 100 triệu đó. Vì bản thân những đức đâu có cần dùng 100 triệu đó đâu. Thật sự luôn á, những đức đâu có cần dùng 100 triệu đó đâu quý vị. Mà 100 triệu này là những đức để làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, là mục tiêu là để đem Phật Pháp giới thiệu. Nếu đem Phật Pháp đến một nơi mà con người ta không cần mình thì dù 100 triệu đó cũng ăn thua gì. Thật sự luôn á đó. Đó, cái đặc biệt là cái tấm lòng mình đến với nhau nè. Vì coi cả một cái hội chúng ta đông người gì, nhưng mà đa phần ai cũng là người đến đây nghe Pháp. Có ai đâu mà ngồi trong đây mà bấm điện thoại hoặc nghiêu ngao đâu. Nhưng mà có khi mà anh chị ca sĩ đến đây hát mà không nhìn ra được chỗ này, không nhìn ra được chỗ này, không nhìn được cái tấm lòng, trái tim người ta đến với mình. Ít bao giờ tìm ra được những cái nơi mà mình biểu diễn mà người ta nhồng nồng nhiệt với mình như vậy. Không nhìn ra được. Nên những đức nói rằng là nếu như không có tâm tu giải thoát thì tâm lượng người tức khắc hẹp hòi. Có người mà không có tâm tu giải thoát là tâm lượng người hẹp hòi liền. Họ chỉ nhìn vào cái hạn hẹp của một cái gì đó giả tạm. Họ không nhìn được cái tâm của người đến với mình. Nếu như mà biết dùng cái cách mà để làm sao con người đến với mình bằng cái tấm lòng, thì cái đồng tiền và vật chất mình cũng không có thiếu, danh lợi mình không thiếu đâu. Nhưng mà mình chỉ có nhìn tiền không thì con người mình nhất định sẽ đi vào con đường hạn hẹp. Càng đi thì càng đi vào con đường hẹp. Tại vì cái tâm mình nó hẹp, nó đi vào con đường hẹp. Cái tâm mình nó rộng, nó đi ra con đường rộng. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng giảng, ngày nói tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Nên nghe đạo là gì? Vì mở tâm lượng rộng lớn ra. Con người ta, quý vị biết rằng, người ta bỏ cái thời gian của cuộc đời của người ta ra, quý vị. Người ta không biết cái gì là cái để giữ tâm lượng mình, không biết làm sao để tạo cái mình cầm theo được. Có khi đi chùa đi rất là nhiều nơi luôn, hỏi ra thầy nào tôi cũng biết, nhưng đạo tu là đạo gì biết không? Nói đến tàn tôi biết tới mà các vị mà cao tăng, rồi những vị mà ở nước ngoài, những vị lạc ma đồ nãy nọ tùm lum. Nghe chỗ nào những vị gì
ở nước nào xuất hiện tôi lên đó, đến đó tôi đã được thọ ký đồ này kia. Bạn có thọ 100 cái thọ ký đi chăng nữa, bạn cũng không thành tựu con đường giải thoát. Tại sao? Tại vì sự thọ ký đó không phải là Phật. Phật á, thọ ký cho bạn thì Phật nhìn bạn, bạn Phật biết. Thí dụ như trong cái pháp hội của Phật, Đức Phật thọ ký cho người nào mà là Đức Phật biết được cái người đó chừng nào thành Phật, đời kiếp nào, và người này sẽ sanh trong cái thờ vị Phật đó xuất thế và người đó sẽ chứng quả. Đó, Phật nhìn vậy đó. Quý vị coi trong kinh phải rõ ràng không? Thí dụ như Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Mục Kiền Liên, chừng nào ông sẽ thành Phật. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất, chừng nào ông thành Phật, ông sẽ sanh vào thờ của Phật nào, rồi lúc đó ông sẽ thành Phật hiệu gì? Nó rõ ràng mà. Đó là Đức Phật á, nhìn được quá khứ hiện tại vị lai, tận cùng vô tận, Đức Phật nhìn rõ. Còn bây giờ quý vị có gặp bao nhiêu con người, có làm điều gì với quý vị, họ có gia trì cái gì cho quý vị, quý vị vẫn là chúng sanh trong tam đồ. Tại vì sao? Vì cái việc đó không phải là sự chứng ngộ của quý vị, mà là chỉ miệng nói không. Miệng nói không thì không giải quyết được vấn đề. Mà Phật Pháp nó phải có sự thực hành. Thực hành là cái quan trọng lắm quý vị. Đó. Nên rất là nhiều người, khi mà một người mà người ta có sự tu hành chút, người ta gặp quý vị mà quý vị nói quý vị biết quá nhiều người, người ta sẽ không nói một câu gì với quý vị cả. Khi mà gặp quý vị mà quý vị nói rằng tôi biết rất nhiều người, tôi đi chỗ này chỗ kia tôi biết rất nhiều vị cao tăng, người ta sẽ không nói câu gì hết cho quý vị nghe. Vì sao? Vì vị nói vị gặp cao tăng, còn tôi đâu phải cao tăng, tôi nói làm chi nữa bây giờ. Nói vị cũng có tiếp tôi đâu nói. Nên quý vị sẽ bị thiệt thòi, quý vị sẽ không được dạy. Không được dạy. Xin thưa với quý vị, đi chùa không phải là đi cỡ ngựa ngắm hoa đâu quý vị à. Nhưng mà đa phần con người bây giờ đi chùa là cỡ ngựa ngắm hoa. Họ đi lang thang, họ đi đầu này đi đầu nọ. Họ không biết được cái giáo pháp của Phật là cái giáo pháp giải thoát. Cái giáo pháp của Phật là để cho bản thân của mình áp dụng trong cuộc đời mình và cho gia đình của mình. Họ không biết được chỗ nào là quan trọng. Có những người đi 10 năm, mười mấy năm, 20, 30 năm, họ đi hoài, họ không biết đạo Phật là cái gì nữa quý vị à. Họ không biết được đạo Phật là sự quan trọng nhất là gì, là cái giáo dục. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài thành Phật rồi, cái việc mà quan trọng của Ngài làm nhất đó là gì? Giảng kinh thuyết pháp. Ngài giảng dạy suốt 49 năm. Việc làm đó là việc làm quan trọng nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni. Quý vị ít bao giờ nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đi làm từ thiện hay đi làm đầu này đầu kia lắm. Ngài không có làm những điều này. Vì cái thời cuộc của Ngài, cái thời cuộc đó đạo Bà La Môn giáo người ta có nền giáo dục nó quá lâu. Tính ra 4-5 ngàn năm, cái nền giáo dục của Bà La Môn giáo đã trước thời của Phật giáo. Nếu bây giờ mà Đức Phật không dùng cái môn giáo dục đạt tiêu chuẩn đỉnh cao thì làm sao mà giảng dạy trong thời cuộc đó được? Không có giảng dạy được. Mà quý vị biết rằng đất nước Ấn Độ là còn gọi là quốc giáo, còn gọi là những tôn giáo mọc rất nhiều trong thời điểm đó trong đất nước Ấn Độ. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là bậc chứng quả thì trong thời cổ đó Đức Thích Ca Mâu Ni không thể nào mà giảng đạo được. Vì sao? Vì Bà La Môn giáo người ta có rất nhiều câu để người ta đến người ta hỏi Đức Phật. Đức Phật phải giải thích làm sao cho người ta nghe mà người ta chấp nhận được thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới giảng kinh thuyết pháp trong thời cổ đó. Không phải đơn giản. Đó. Còn mình bây giờ thì trong cái thời cuộc này, cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, con người chúng ta trong thời cuộc này và trong thời cuộc đó thì con người bây giờ tham rất nặng nề hơn trong những thời cuộc đó. Vì thời cuộc đó khoa học chưa phát triển, điện thoại chưa có, rồi nhiều cái phương tiện, tivi chưa có. Nên con người người ta không biết cái gì để tham. Không có những cái việc truyền thông này, truyền thông nọ, phim ảnh này kia người ta không biết. Thật sự mà nói trong thời cuộc đó chắc chắn một điều, người ta sẽ không biết hung môi là gì. Chắc chắn. Hiểu không? Người ta có thể thương nhau, người ta hung mặt, chứ người ta chưa biết cái việc đó đâu quý vị à.
Nhưng mà cái du nhập này là từ ở phương Tây, người ta du nhập vào. Con người thờ ngày xưa người ta rất là lạc hậu, ai mà tự nhiên hai cái miệng nó hung nhé, thấy không đó. Nên từ nơi đó mà sau này nó mới hình thành điều này thôi. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là con người nó không có những cái phương tiện phim ảnh để mà giải trí, thì con người ta đâu biết cái gì đâu mà lòng tham. Thì chắc chắn 100% cái người của thời cuộc đó, cái lòng tham người ta không phải lớn lao như con người bây giờ. Thì bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đâu có cần đi làm từ thiện. Tại vì sao? Vì con người ta biết đủ, người ta trồng ruộng, trồng rẫy, cắt rau người ta ăn, sống qua ngày người ta cũng sống được rồi. Đã là con người biết đủ vậy đi làm từ thiện chi, người ta không cần. Nhưng con người bây giờ càng ngày càng phát triển thì con người càng khổ, mà có nhiều hạng người cực kỳ khổ. Nghe nói chuyện từ thiện thì người ta sẽ đi đến nơi đó rất là đông. Hiểu không? Nên quý thầy, quý sư cô phải phát triển cái việc làm từ thiện. Biết rằng Phật giáo dạy bố thí cúng dường, đó là cái việc đa phần là gì? Dùng tài thí cho Phật là cơm ăn, Đức Phật thí pháp lại. Cái đó đó quý vị, cái điểm đó là quan trọng đó. Nhưng tới cái thời mạt pháp này thì có người đứng ra để làm, để cho nhân sinh được lợi. Và nhờ như vậy mà những con người đó mới đi đến chùa. Đi đến chùa quý thầy phải giảng dạy cho những người đó tại sao cuộc đời của ông đi đến cái cõi đời này, ông nghèo như vậy. Giảng dạy họ để họ cảm nhận được Phật pháp, lúc đó mới đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Đó. Nên á, mình học đạo mình phải nhìn ra được. Nếu như lấy cái thờ chánh pháp của Phật để đưa vào thờ mạt pháp thì sai, lẫn lộn rồi. Lấy cái thờ tượng pháp của Phật mà đẩy vào thờ chánh pháp của Phật sai luôn. Lấy cái thờ tượng pháp của Phật mà đẩy vào thờ mạt pháp cũng sai luôn. Nên Đức Phật đi theo chiều hướng rất rõ ràng, thờ chánh pháp ra chánh pháp, thờ tượng pháp ra tượng pháp, thờ mạt pháp ra mạt pháp. Đó. Nên quý vị học đạo, quý vị mà nếu không có trí tuệ thì quý vị sẽ bị dẫn dắt sai lầm. Vì người ta lấy cái thờ chánh pháp để đưa vào mạt pháp, có không? Có đó. Đưa cái tu thờ của chánh pháp đi đẩy vào mạt pháp đó, không thấy hả? Đó là diệt pháp. Thì vì đi ngược định luật nên mạt pháp, không phải mạt pháp, nó là diệt pháp. Họ làm như vậy gọi là diệt pháp. Vì cái thời của con người bây giờ không thể nào quý vị bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang được. Nên từ nơi đó gọi là diệt pháp. Nên con người ta không hiểu quý vị à, thật sự không hiểu. Có cái thời cuộc này gọi là an cư lập nghiệp nè. Thời cuộc này quý vị phải có một nơi ở đó. Những Đức nói cho quý vị nghe, quý vị đi làm thuê làm mướn gì cũng gì, mười mấy hai ba chục năm gì, nhưng nếu như quý vị chỉ là thuê nhà ở thôi thì quý vị không có nguồn gốc. Tại vì bị thuê nhà mãi mãi vẫn là thuê nhà. Con người có nghèo cỡ nào nghèo cũng phải có một cục đất, là có một cái nền nhà, và có một căn nhà nhỏ nhỏ. Đó gọi là an cư lập nghiệp. Hiểu chưa? Nên quý vị học Phật, quý vị phải có thật sự có trí tuệ kìa. Nếu không quý vị sẽ lẫn lộn trong Phật pháp. Thật sự mà nói, đối với chánh chợ chúng ta cũng không hiểu. Không biết cái nào là chánh, không biết cái nào là chợ. Cái đạo pháp làm sao mà Phật làm được thì ta phải làm được. Nghe, Đức Phật làm được là ta phải làm được. Nên Đức Phật rất là trí tuệ. Đức Phật biết cái thời cuộc nào Phật làm được người ta làm được. Nghĩa là Đức Phật biết được cái thờ chánh pháp Đức Phật làm như vậy, người ta sẽ làm được như vậy. Cái thờ tượng pháp Đức Phật làm như vậy, người ta làm được như vậy. Cái thờ mạt pháp Phật làm như vậy, người ta làm như vậy được luôn. Nên Đức Phật cho mình một cái khả năng tự tin, đó là tự các con có khả năng nhìn theo cái ngọn đuốc của ta, mà các con cũng cầm được ngọn đuốc trong tay của các con mà tự đi. Nó rất là hay quý vị. Nó nên mình làm thiện, làm phước, làm việc gì tốt, nhưng mà mình giữ được hay không là nó phải cần có phương pháp. Mà phương pháp đặc biệt nhất mà giữ được là gì? Nhẫn. Nhẫn. Như kỳ chị em đồng tu gì, chúng ta cũng diễn tuồng mà sống với nhau thôi. Có những cái chúng ta cũng đừng nên ra mặt thẳng quá. Chị em sống với nhau, có những cái bằng mặt không bằng lòng mình đều biết điều đó. Nhưng mà ai cũng
giữ vì mình, nhưng mà trước mặt cũng cười xã giao. Thì người ta cười mình cũng cười xã giao lại đi. Mình đi phanh phôi làm chi cái chuyện. Mày phải thật với tao kìa. Mày đừng có giả. Mày cười thật đi. Thì nói tao cười thôi chứ thật giả gì. Cười là cười chứ giờ thật giả làm sao. Thấy không? Bây giờ mày thấy tao cười thôi chứ bây giờ mày kêu tao cười thật là cười làm sao. Thấy không? Miếng tao cười với mày thôi chứ. Bây giờ tao đã bắt tay với mày rồi, mày kêu tao bắt tay thật là sao. Thật giả gì lương tâm mọi người tự mà biết. Thấy không? Đó. Nếu quý vị có thể sống như vậy thì trong cái cõi đời này quý vị sẽ ít phiền não. Tại vì sao? Diễn tuồng chơi thôi. Thấy không? Diễn tuồng chơi thôi. Có gì đâu. Ai diễn được thì đặc biệt tốt. Chúng ta cũng có quyền hướng dẫn. Quý vị có góc độ nhìn tỷ quý vị thôi. Mỗi một con người có góc độ học Phật nhận thức. Quý vị có góc độ nhận thức được sâu sắc thì quý vị được lợi ích lớn thôi. Còn quý vị không có góc độ sâu sắc để nhận thức Phật Pháp thì quý vị học có vài chục năm đi chăng nữa thì quý vị cũng dắt rất dễ bị dẫn dắt sai lầm. Tại dẫn dắt sai lầm đó là vì mình không có định hướng. Mình không có góc độ để nhận thức về Phật Pháp. Nên bản thân chúng ta có khi lúc này thích thì học, không thích thì thôi. Hoặc là thấy cái gì cao xa thì chạy theo. Mà chúng ta không biết sự cao xa đó bản thân mình có làm được hay không. Thấy không? No. Nên những đức nó nói cái thời cuộc này quý vị có tiền, có quyền thì có khả năng làm những việc lợi ích cho nhân sinh trong thời cuộc này. Những đức thấy rằng nếu trong thời cuộc này ai có điều kiện, quý vị thí dụ như đi, vì mở trường học, người ta cũng mở trường học kiếm tiền, quý vị cũng mở trường học kiếm tiền, nhưng quý vị mở trường học, quý vị thu thập tất cả những thầy cô giáo mà về hưu, ngồi lại với họ để đưa lên một tư tưởng giáo dục khác. Đúng không? Trường học của chúng ta như thế nào, dạy như thế nào, và trường học chúng ta dạy phải có cái môn dạy gì nằm trong đó quan trọng. Những thầy cô giáo lớn tuổi sắp về hưu, chúng ta rủ họ, cả đời chúng ta làm ngành giáo dục rồi, kiếm tiền rồi, bây giờ đến lúc chúng ta phải làm giáo dục đúng với ngành sư phạm của chúng ta nè. Nhưng nó đưa lên tư tưởng quý vị tự nhận thức. Nếu làm được như vậy thì cuộc đời bị ý nghĩa quá. Tại vì sao? Ít gì biết đâu cũng có những đứa trẻ nó được ở trong trường học này để sản xuất ra những con người để mà giúp ích cho nước nhà, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Trường học này mình dạy thì cũng cấp bằng bình thường như những trường học khác thôi. Được cũng sở giáo dục người ta chấp nhận, nó được giấy phép đàng hoàng. Nhưng mà mình có môn dạy học đặc biệt, nó có nghĩa là những đức nó bảo đảm 100% với quý vị. Không có bậc phụ huynh cha mẹ nào mà không muốn đưa con đến một cái trường học thật sự có giáo dục. Thấy chưa? Chúng ta có một cái kế hoạch dạy học không phải vì vật chất. Chúng ta đưa lên một cái kế hoạch giáo dục rằng cha mẹ đưa con đến đây dạy học phải tin tưởng chúng tôi. Nếu cha mẹ thích xen vào thì đứa cháu này quý vị cứ đưa đi đến trường khác mà dạy. Tôi không nhận đứa này. Thấy không? Nếu tôi dạy nó mà nó lì một chút, tôi quản thúc, tôi ghen luyện nó, tôi gầy nó mà mấy vị ra mặt thì con mấy vị cứ đem về cho trường khác dạy. Vì tôi không phải vì kiếm tiền mà dạy học. Đó. Nếu từ lớp 1 tới lớp 12 của cái trường học đó thì quý vị đã rèn cho những cháu này có một cái nền giáo dục cực kỳ sâu sắc. Trong cái trường học này chúng ta mở ra căng tin. Căng tin của trường học là người trong trường học sắp xếp ra nấu ăn. Tất cả những người nấu ăn đó chúng ta thuê hết, họ phải được trải nghiệm qua nền giáo dục. Và buôn bán nước no gì toàn là trường học làm hết, không có một người khác lạc vào trong đó làm chuyện trong đó. Tại vì mình đều nắm rõ ràng hết chứ. Tự nhiên từ ăn uống, từ giáo dục con em như thế nào, có nghĩa là lớp học đó được rèn luyện như vậy. Nhưng Đức nói cái lớp học này của quý vị không có ế đâu, chắc chắn quý vị luôn.
Nếu như quý vị mà có điều kiện, quý vị mà có khả năng mà làm được những điều này, đúng là cuộc đời quý vị quá ý nghĩa. Đó, quý vị là cư sĩ, quý vị cũng làm được những việc ý nghĩa. Nhưng Đức tin chắc rằng ở đây cũng không thiếu thầy cô giáo. Có những nhiều cô giáo đồ này kia, thời gian của họ dạy lâu năm, thâm niên. Khi họ nhìn được cái nền giáo dục bây giờ, trong lòng họ cũng chua xót lắm. Nhưng mà bản thân của họ không biết nương vào đâu, họ phải làm cái việc của họ thôi. Chứ thật sự có rất nhiều người có tấm lòng lắm quý vị, cũng không muốn để cho cái lớp trẻ kế tiếp này nó phải đi sâu vào cái tệ nạn đâu. Nên thật sự mà nói quý vị, cuộc đời con người hơn nhau là gì? Có tư tưởng. Nên người thành công thì thường nghĩ có phương pháp, người thất bại thì thường diễn lý do. Con người mà thất bại nhất là con người đụng cái là lý do. Thất bại ai nói gì đến là lý do, tìm mọi lý do để bày biện cho chính mình. Còn người thành công người ta nghĩ có phương pháp. Mỗi lần người ta bị gầy, bị nói gì, người ta rút kinh nghiệm để người ta suy nghĩ làm sao thì sao có những phương pháp hay hơn. Người như vậy thì quá đặc biệt. Đúng không? À. Nên cuộc đời con người chỉ có vài chục năm trong cuộc đời này, rất ngắn ngủi. Nếu như là chúng ta có điều kiện tiền bạc mà để đổ sông đổ biển thì uổng quá. Chúng ta cũng phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này cho nó đặc biệt quý vị, cho ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức thấy Phật pháp rất là hay. Thì vị thấy những đức là một thanh niên ngoài đời cũng gì đâu, nhưng bước vào trong đạo tại sao có nhiều góc độ tư tưởng như vậy? Nhờ Phật pháp mà rèn ra con người này. Như thời gian học Phật của những đức, quý vị hỏi như đức, vị thầy có đi học ở đâu không? Vì coi như đức đi đâu, đi chỗ nào? Còn quý vị cư sĩ thì còn đi nhiều những đức nữa. Có nhiều cư sĩ mà người ta còn đi nước này nước kia còn nhiều những đức bao nhiêu lần. Cư sĩ bình thường thôi mà người ta đi cái mười mấy nước, đi chỗ này đi chỗ kia, người ta cầu học tùm lum tá lá âm binh. Còn vì coi những đức có đi đâu đâu, mà tại sao những đức ngồi nơi những đức cũng có nhiều tư tưởng? Nên Đức Phật dạy mình, con hãy siêng năng kiên nhẫn, con hãy cố gắng đào cái chỗ mà con đang được ở. Con đào cho thiệt sâu đi thì nhất định sẽ có nước. Kiên nhẫn. Khi con đào càng sâu thì con càng lấy được nước sâu. Mà nước sâu là nước của biển cả. Mà con đã lấy được nước của biển cả thì con lấy được nước của trăm sông. Đa phần con người chúng ta thất bại ngay cái chỗ là đào dày, len dài xuống, cứ cho ở trên là mặt đất quá khô cằn cứng cỏi thì làm gì có nước. Nhưng mạch nước ngầm ai biết được ở đâu. Chỉ cần chúng ta thật sự đào sâu thì nó đều có nước hết chứ. Nhưng mà mình không do kiên, không kiên nhẫn, mình cứ bỏ vị trí mình đi đào chỗ khác. Thế khi mình đào 10 năm sau mình vẫn là bỏ vị trí đi đào chỗ khác. Còn người ta 10 năm đào một chỗ đã có nước rồi. Có nước rồi. Thấy không? Mười mấy năm nay những đức học Phật, nếu những đức cũng đi lang thang thì cũng được cái gì đâu quý vị. Nếu như những đức cũng đi tìm những vị cao tăng này, cao tăng kia, cao tăng nọ thì bản thân những đức cũng là nhìn cao tăng thôi. Còn mình cao nhọng. Người ta là cao tăng còn mình cao nhọng, vì sao mình đi vòng vòng giết cái cần cổ nó già thọ thành cao nhọng chứ thì sao? Mình đi nhìn người ta không mà mình được cái gì? Phật pháp không phải đi nhìn người ta đâu quý vị à. Phật pháp không phải là quý vị đi ngưỡng mộ người ta không đâu. Mà quý vị tại sao không bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, quý vị không ngưỡng mộ quý vị á. Thấy không? Những cái điều chia sẻ này nó cực kỳ quan trọng luôn. Đó. Quý vị biết rằng nếu có một con người mà chúng ta chưa được trải nghiệm qua sự học tập thì những điều này ta nói ông nói hay quá, tôi làm rõ ràng hay gì? 2000 con người tôi làm được rồi còn gì hay không hay nữa. Đó. Ví dụ giờ này tôi đang chia sẻ Phật pháp với quý vị ở đây. Thì giờ này các điểm chùa, giờ tôi đang ngồi bên tu bên đó. Tôi đang ngồi ở đây với quý vị gì? Cái giờ này tôi đang lễ Phật ở bên kia bên đó. À, đi coi có phải không? Mà hiện tại cái giờ này tôi lễ Phật không biết bao nhiêu chỗ mà nói luôn. Chứ không phải là điểm chùa mình không mà. Giờ này tôi lễ Phật không biết bao nhiêu chỗ mà nói. Giờ này hiện tại luôn. Rồi hiện tại với vòng hộ niệm, tôi đang ngồi tu với mấy bà già yếu chứ.
Còn người khỏe thì tôi đang lễ Phật với họ. Còn hiện tại giờ này bao nhiêu người đang ngồi nghe tôi giảng pháp, phải không? Quý vị coi rằng rõ ràng cái thời cuộc 4.0, con người ta đem Phật pháp áp dụng phù hợp, ngồi một nơi mà làm xác thực luôn. Buổi sáng thì tôi đi nấu cơm với vị ăn. Buổi sáng tôi nấu cơm với vị ăn. Buổi trưa tôi đi giảng pháp cho vị nghe. Đó. Rồi buổi chiều tôi tiếp tục giảng pháp. Buổi tối tôi họp chúng trong chùa. Vậy thấy rõ ràng chúng ta nếu học Phật pháp được sâu sắc thì bản thân chúng ta sẽ thấy Phật pháp lợi ích quá chàng lớn luôn. Mà nếu như mà mình đi long nhong, đi đầu này đi đầu nọ, đi kiếm cao tăng thì mình thành cao nhồng phải rồi. Tại vì mình đi nhìn người ta của mình có áp dụng đâu mà mình không thành cao nhồng. Phật pháp không phải thì đi tìm, đi đầu này đi đầu nọ, đi hoài đâu quý vị. Có hiểu gì, đi tới chết luôn vị cũng chưa biết Phật pháp là cái gì. Cố gắng mà ở một nơi mà đào, thấy không? Đó. Nên bây giờ nó quá cứ là nhiều thứ rồi, chúng ta đi gom góp nhiều thứ coi chừng chúng ta loạn tâm, không có phương hướng, chọn mục tiêu cho chuẩn xác, nhất là những đức nói rằng thật sự đưa lên cho quý vị mục tiêu là quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Bây giờ những đức chưa bao giờ nặng nề cái việc quý vị về sau quý vị không đến chùa. Nếu như những đức nghĩ vậy, tại sao những đức tặng tượng Phật cho quý vị nhiều chứ hả? Có nhiều người ta gặp những đức ta nói ông tặng tượng Phật cho người ta nhiều gì, rồi mai mốt người ta nghỉ đi chùa thì sao? Những đức hỏi người ta không đi chùa rồi mình có sao? Họ nói không đi chùa ai cúng cho ông sống. Nói, tôi vẫn sống được. Vì sao? Vì tôi chỉ họ, họ cảm ơn tôi. Họ ở nhà họ vẫn gửi tiền cho tôi, được không? Hiểu không? Chúng ta đầu tư từ xa, khỏi cần đi đến đây chi cho mất công cực nấu cơm. Sao không mở tâm lượng ra chàng? Để lỡ cái sự cố gì trong cuộc đời này, người ta ngồi ở đâu người ta cũng tu được. Người ta ở nhà người ta cũng tu được. Bây giờ trong cái mùa dịch người ta có lợi chùa được không? Giờ tại sao mình không tính cái chuyện này, biết đâu mai mốt có dịch nữa thì sao? Ai biết được cái cuộc đời này? Thì bây giờ 100 năm, 200 năm gì nó cũng xây lại. Thì bây giờ mình đi tính cái chuyện này để cho người ta, mỗi gia đình có ngôi tam bảo đi, có phương pháp tu đi, để bản thân người ta lúc khó khăn nhất người ta vẫn ở nhà có mặt tâm linh, đúng không? Đó. Nên có một số người gặp như đức nói ông hàng ngưng lại đi, ông đừng có làm tượng Phật nữa, ông làm tượng Phật nhiều quá mai mốt Phật tử nó nghỉ đi chùa đó. Đàn nghỉ đi chùa thì chùa khỏe, đỡ làm bao nhiêu chuyện, thì công nhận không? Không, câu này rất thật đó quý vị ơi. Nó không phải là chúng ta không cần, mà là nói về những việc lợi ích cho người ta là chính kia. Chứ tại sao lúc nào mình cũng đặt vấn đề bản thân mình hết thì nó, Phật pháp á, Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật nói rằng những gì ta làm được thì các ngươi làm được. Còn mình nói là tao làm được mày không có làm được. Tao làm được mà mày không làm được vì là tao muốn độc quyền hả? Trong khi đọc Phật pháp đâu có độc quyền đâu. Đức Phật chưa bao giờ muốn độc quyền, mà Đức Phật cũng chưa bao giờ xỏ mũi ai để kéo đi. Đức Phật rất tự tại, Đức Phật không có giành giật Phật tử. Nếu Đức Phật mà cũng giành giật Phật tử thì không phải gọi là Phật. Nên chúng ta đi đến đây nhìn bao nhiêu gương mặt này, nhưng chúng ta không thể nào nhớ hết bao nhiêu gương mặt này. Có những khi có những gương mặt trong đây không đến nữa, chúng ta cũng không biết ai không đến nữa. Coi cô đó, cô gặp như thế, cô hỏi thầy nhớ con không?
Xong những đức nói với cô một câu: mai mốt gặp nhau mừng rồi, đừng nên hỏi câu đó. Chỉ cần gặp nhau là quá mừng rồi. Vì sao? Thời gian đi qua chúng ta vẫn còn sống để gặp với nhau là rất mừng rồi. Đi hỏi nhớ nhau làm chi? Nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Hỏi nhớ nhau, nếu nói không nhớ thì thấy nó ủa sao quê quê đó, sao con nhớ thầy mà thầy không nhớ con. Tại vì cô nhớ những đức là vì cô nhắm mục tiêu, đúng không? Cô có mục tiêu. Tại vì sao? Vì cô ấn tượng với những đức chỉ có mục tiêu, còn những đức thì ấn tượng với A Di Đà Phật. Mục tiêu. Nếu như những đức không ấn tượng với A Di Đà Phật, lấy pháp đâu giảng vì nghe. Còn vị ấn tượng với những đức là đúng, tại vì những đức giảng pháp cho vị nghe, nên vị ấn tượng với những đức đó. Còn nếu như kêu bao nhiêu con người này những đức phải nhớ hết, không lẽ những đức giảng pháp gì cho vị nghe đây? Nó không có nguồn gốc của giải thoát. Mà đã không có nguồn gốc của giải thoát thì nói chuyện ra toàn là danh lợi không, hiểu không? Đó. Nên gặp nhau rất là mừng, đừng nên hỏi câu thầy có nhớ con không, khó trả lời quá, hiểu không? Gặp nhau là mừng rồi. Thầy ơi, con gặp thầy con mừng quá. À, thầy gặp con cũng mừng lắm á. Vậy là được rồi. Đừng có hỏi câu có nhớ nhau không, thầy có nhớ con năm đó, năm đó đó thầy, ở cấp đó con thầy gặp nhau thầy nhớ không? Mà nói không. Làm bao nhiêu chuyện trong chùa, giải quyết bao nhiêu vấn đề, ai đâu đi nghĩ những cái điều năm xưa đó làm gì. Hiện tại sống, sống ngày hôm nay cho đặc biệt đi, hiểu không? Đó. Cái nhớ nhất là bây giờ thầy vẫn còn nhớ A Di Đà Phật là thấy mừng rồi. Trải qua thời gian cả chục năm nay thầy vẫn A Di Đà Phật, thầy vẫn khuyên mình niệm A Di Đà Phật, điều đó cũng là thấy mình mừng rồi. À. Nếu không thì bây giờ gặp lại thấy thầy bài tùm lum, rồi thầy thêm nhiều quá, mỗi năm thầy thêm chút, cái này mới thấy nguy hiểm. Còn bây giờ cái chục năm tiếp tục gặp nhau, thầy vẫn A Di Đà Phật, thầy vẫn gọn thành A Di Đà Phật, càng gọn còn gọn lại, siết lại để sát A Di Đà Phật. Thì thấy bây giờ phương pháp tu của chúng ta, quý vị thấy sát với A Di Đà Phật không? Quá sát với A Di Đà Phật. Đó. Nên năm xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, mà ngài ngưng giảng, ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ. Người thỉnh hỏi Hòa Thượng vì sao kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng không giảng, thì lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng: thời cuộc nhiều kiếp nạn, kinh này không thể nào nhanh lẹ để giải quyết kiếp nạn cho nhân sinh, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ mới nhanh. Mà kinh Vô Lượng Thọ là ai? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Vô Lượng Thọ đó quý vị. Tới đời của những đức thì như thế nào? Một câu A Phật niệm đến cùng. Còn gần hơn nữa, kinh Vô Lượng Thọ còn giải thích còn xa A Di Đà Phật. Tới chúng ta là trực chỉ đi thẳng vào A Di Đà Phật. Thấy không? Đó. Quý vị coi con người ta bây giờ, nó mà sách Ấn Tổ người ta đọc thôi người ta có nắm được. Tại vì sách của Ấn Tổ quá nhiều lá thư, mỗi một lá thư là một tư tưởng người ta gửi cho Ấn Tổ. Mà Ấn Tổ là bậc thông pháp. Nếu Ấn Tổ là không phải bậc thông tông thông giáo, vì sao ngài viết Đại Tạng Kinh mà ngài dám chỉnh sửa? Ngài chỉnh sửa kinh mà những câu mà không phù hợp ngài chỉnh lại luôn mà. Thì ngài phải là Phật Bồ Tát mới dám làm việc này, đúng không? Ấn Tổ ngài có khả năng của tổng trì, nên ai hỏi cái gì ngài đáp cái nấy à, tùy thuận chúng sanh để đáp lại cái lời hỏi của họ, và lấy những lời giải đáp đó gom nhặt lại thành sách của Ấn Tổ. Nên khi con người bình thường đọc thì nó sẽ gom nhặt lại hết, con người ta không phân tách được điểm nào là điểm chính trong cái lời giảng dạy của Tổ, mà người ta lại gom lại hết
người ta cũng làm tổng trì như tổ, cuối cùng người ta lại mất phương hướng và đi con đường dài. Nhưng tổ sư vẫn có những câu rất quan trọng để trực chỉ đi thẳng vào tịnh độ luôn. Nhưng có người ta ít để ý. Như Ấn Tổ Ngài nói rằng khi Ngài nhập thất hơn 30 năm, Ngài bước ra thất, mà lúc Ngài nhập thất hơn 30 năm là Ngài ở trong đó, vị biết Ngài làm gì không? Viết Đại Tạng Kinh. Viết Đại Tạng Kinh. Ra viết Đại Tạng Kinh, Ngài tham khảo, Ngài viết Đại Tạng Kinh ở trong đó. Thật sự Phật Bồ Tát làm cái gì mình cũng không biết trong đó nữa. Nhưng mà Ngài nói Ngài viết Đại Tạng Kinh. Khi Ngài viết Đại Tạng Kinh, Ngài chỉnh đốn một số câu, thì Ngài biết được con người ta sẽ khó thế nào thâm nhập từ kinh giáo này. Nên Ngài bước ra khỏi liêu thắt, Ngài để lại một câu cho đời: cõi nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Rõ ràng không? Đó. Đó là những câu trực chỉ mà đi thẳng sâu vào tịnh độ tông cho chúng sanh. Còn cái phương tiện thì người ta thích học, Ngài mở rộng ra những cái lý giải. Còn cái trực chỉ thì người ta lại ít nhìn ra. Nên từ nơi đó mà chúng ta đã từng cô động cái câu: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Thấy rõ ràng không? Đó. Nên mình giảng pháp thì có những lúc rất là vui, nhưng có những câu vui. Nhưng mà quý vị biết cái hẳn ý những cái câu vui đó ở trong rất là sâu sắc. Có khi quý vị vui nhưng quý vị lại lãng quên đi và bỏ qua nó, rất là uổng. Nếu như những đứa không truyền tải bằng cách giảng pháp vui, quý vị đâu có ngồi được. Quý vị đâu có ngồi được lâu, quý vị sẽ ngủ gục. Nên từ nơi đó những đứa phải dùng phương pháp giảng pháp vui để mà giúp cho quý vị tỉnh. Giúp cho quý vị tỉnh mà. Thì những điều chia sẻ này quý vị đã nghe rất rõ ràng luôn. Cái cách tán thán tịnh độ phân tách rất kỹ và có sự lý giải rất rõ ràng, gom nhặt từ lời tổ sư, từ mỗi thời cuộc của Phật đã nhắc nhở, để cho quý vị nhìn nhận được Phật pháp. Quý vị tại không chịu để ý thì thôi, quý vị tiếp tục bỏ qua. Bởi vì thấy cái gì cao siêu, quý vị thấy những cái việc gì nói lớn lao kinh khủng thì quý vị lại chạy theo thất bại. Nên chúng ta phải nhớ kỹ rằng Phật pháp chúng ta đều có khả năng làm được hết. Ai cũng có khả năng làm được hết, thấy không? Ai cũng được lợi ích hết. Còn nếu như cái giảng dạy mình ngớ người thì người giảng dạy này thua. Tại người giảng dạy này không nhìn được căn tính, nên họ giảng dạy bị ngớ người. Quý vị chỉ cảm giác họ là một cái gì đó kinh khủng quá. Họ là cái gì quá ghê gớm. Họ cũng như là một ông trời giữa hư không. Thua rồi, không phải. Phật không phải như vậy. Phật không phải là tạo ra mình một ông trời giữa hư không để cho người ta nhìn lên hư không mà cảm thấy rằng đó là sự kỳ diệu. Không phải. Phật pháp không phải kỳ diệu, mà Phật pháp nó là xác thực trong con người chúng ta. Cực kỳ xác thực trong con người chúng ta luôn. Quý vị coi bây giờ Đức Phật á, Ngài đi khất thực, Ngài gặp một bà già lão xỏ kim không được. Đức Phật ngồi xuống xỏ kim giùm bà già lão. Có những người giữ châu bò, hỏi Đức Phật cách giữ châu bò. Đức Phật nói: để tôi giữ cho coi. Đức Phật lại giữ châu bò. Bò châu rất nghe lời. Người ta đều phải công nhận là Phật hay, Phật giỏi. Tại vì cái chuyện tầm thường này mà Đức Phật, trong khi xuất thân từ là gia đình hoàng tộc thái tử, thì cái việc giữ châu bò làm sao làm được, xỏ kim làm sao mà làm. Vậy mà Đức Phật làm là giỏi hơn người khác. Thấy chưa? Quá đặc biệt. Vì quý vị hỏi vì sao Đức Phật mới giữ châu bò? Đức Phật nói rằng ta chỉ có diệu tâm này thôi. Con bò con châu mình hô hào, mình đánh đập nó, làm cho con bò con châu này sợ quá nó chạy. Những con bò con châu kia bị động chạy theo. Ta làm cho đàn châu bò này không có đi theo chiều nghiêm túc là vì làm cho động tâm nó. Còn Đức Phật thì dùng tình thương thân yêu, thương xót nó, quý mến nó, không có đánh đập nó, nên nó biết nghe lời, nó từ tốn nghe Phật. Nên Đức Phật dẫn dắt nó tốt. Xỏ kim cũng vậy. Nếu như quý vị mà gọi là gấp gáp thì xỏ lâu vô cùng mới cái sợi chỉ lọt qua cái lỗ kim. Nếu như một con người nhắm được mục tiêu, từ tốt nhẹ nhàng nhắm mục tiêu đi, rồi quý vị chỉ cần xỏ nhẹ qua thôi thì nhất định sẽ qua cái lỗ của cái kim. Thật sự đó. Nên mỗi một con người chúng ta, quý vị trong cái cuộc đời này, quý vị nhớ kỹ, có những cái dội vàng quý vị mà đi còn chậm hơn người ta,
mà người ta từ tốn. Từ tốn quý vị nhìn người ta giống chậm, nhưng thật sự người ta lại đi nhanh. 100% quý vị luôn. Con đường đi tu của những đức nó rút còn nhanh hơn những đức đã từng nghe vị thầy dạy. Nhanh hơn luôn. Những đức ngày xưa đi vô trong chùa nghe người thầy dạy rằng tôi đi tu hơn 20 năm, cuối cùng đi vòng vòng đứng giữa ngã tư đường. Từ khi gặp tịnh độ, tôi tu tập, tôi hướng người niệm Phật. 5-6 năm sau, có một cái pháp hội còn hơn tu cấp pháp khác 30 năm. Tới đời Như Đức chưa đến nói cái câu 30 năm đó. Chực chỉ đi thẳng luôn, không bỏ hai mấy năm. Thời gian nhanh nhất của Những Đức luôn. Đi vô chùa, 1-2 năm sau đã có thể coi chùa. Đi xuống dưới đây, bắt đầu đi vào luôn. Phát triển luôn. Thời gian Như Đức hoàn toàn rút lại cực kỳ nhanh. Và bây giờ thì chùa chiền, dù chùa có lớn cỡ nào, đối với Những Đức đều có thể quản được hết. Chùa lớn cỡ nào cũng quản được hết. Thí dụ như một ngôi chùa có thấy 200 mẫu đất đưa cho Những Đức, Những Đức quản làm sao? Bây giờ trong ngôi chùa 200 mẫu đất đó nó có khoảng cỡ 20 ngôi chùa. Những Đức tổng kết quản hết một lúc 20 ngôi chùa. Bằng cách nào? Là Những Đức chia ra cho mỗi người một ngôi chùa, Những Đức là tổng quản chùa. Xong chuyện đâu có gì đâu. Hiểu không? Giờ tu thì bật lên cái Iran chỗ nào cũng tu vậy. Trong 20 ngôi chùa. Còn Những Đức họp thì họp 20 người quản chùa. 20 người quản chùa. 20 người quản chùa, Những Đức đưa ra tư tưởng cho 20 người quản chùa. Rồi khi Những Đức tổng kết của 20 người quản chùa, trong mỗi một người một ngôi chùa, trong đó nó có khoảng 30 người quản một ngôi chùa. Những Đức tổng kết lại trong 30 người đó thì nó thành mấy trăm người, gom lại hết Những Đức tổng kết hợp chung về nội bộ. 20 điểm chùa kia trong vòng một tuần lễ, Những Đức đi mỗi chỗ đến chỗ, Những Đức giảng pháp, hoặc là ngày nào cũng một bài pháp, Những Đức nhắc nhở cho 20 điểm chùa đó. Quản lý thì 20 người chính gặp nhau thường xuyên để gom họ tư tưởng họ lại quy nhất thành một. 20 ngôi chùa đó trong một lúc tiền bạc chỉ có một cái đầu ra, không có 20 cái đầu. Có nghĩa là chỉ có một cái đầu ra thôi để cho họ có cuộc sống ổn định. Họ chỉ là người quản chùa lo cho người, họ không có quản tiền. Không quản tiền thì tức khắc vị trí của 20 ngôi chùa đó sẽ ổn định chứ làm sao quý vị? Có người sẽ ở bình yên chứ có gì đâu. Đó, thì quý vị biết rằng là nó đều có cách hết chứ, đâu phải không có cách. Nhưng mà do mình tâm mình loạn, mình nhìn 20 ngôi chùa mà nó không biết bắt đầu từ đâu luôn. Cái khổ mình là không biết bắt đầu từ đâu. Nên quý vị biết con người chúng ta khổ là ở đâu không? Là chúng ta không có phương hướng. Thật sự không có phương hướng. Vậy thì một con người này nghèo, thiệt là nghèo, gia đình họ ba đời rất nghèo. Tới đời của họ thật sự họ muốn lập nghiệp mà họ vẫn nghèo. Năm nay họ mới có 17, 18 tuổi thôi, họ rất nghèo. Bây giờ lập trình để lập sự nghiệp của họ là bằng cách nào đây? Bước vào từ đâu? Đạo đức và uy tín. Hai điểm này. Vì họ mới 17 tuổi, chúng ta bỏ ra 10 năm sau là 27 tuổi. 27 tuổi mà lập ra đạo đức và uy tín thì 10 năm sau quý vị sẽ có sự nghiệp. 10 năm sau quý vị sẽ có sự nghiệp. Bây giờ đi làm thuê làm mướn, đi làm thuê làm mướn, đi làm ở đâu cũng là uy tín. Uy tín và tạo ra nền tư tưởng đạo đức. Uy tín đạo đức, uy tín đạo đức, uy tín đạo đức, uy tín đạo đức. Quý vị đi làm công 10-20 chỗ, đi làm 10-20 chỗ xong bị gom nhặt hết tư tưởng nó lại. Trong vòng 7 năm thôi thì bị gom nhặt hết tư tưởng đó. Quý vị sẽ gặp thờ lại gặp người. Có một con người khi họ quý vị gặp thì bị đưa lên tư tưởng cho họ nhìn thấy quý vị. Cuối cùng họ chọn quý vị. Chọn mình. Chọn mình để cai quản giùm cho họ. Lúc đó bắt đầu theo đó mà cái đà sự nghiệp mình tiến lên. Ta nói cho tiền không quan trọng bằng cho cơ hội. Tôi chỉ cần cơ hội. Cơ hội mới quan trọng hơn tiền bạc. Những đức là thật sự quý vị là có cơ hội. Những đức là được cho cơ hội. Chứ ban đầu những đức không có tiền. Nhưng mà được cho cơ hội. Chỉ cần vào tay tôi có cơ hội,
tôi có cơ hội thì tôi sẽ có tiền. Có cơ hội đó, có cơ hội là những đứa nắm bắt cơ hội liền, phát huy liền. Thí dụ như có nhiều người tâm lượng họ rất nhỏ, họ có một cái nơi rất lớn, nhưng họ ở trong đó họ nghĩ họ không có cơ hội. Vì sao? Vì mình có bỏ công cực vô đó đi chăng nữa, cuối cùng mình có được gì đâu. Người ta cũng giao cho người khác, mình nghĩ gì là mình thua. Nên họ ở đó nhưng họ tạo ra chỗ khác. Còn Nhân Đức thì khác hoàn toàn. Nhân Đức ở đâu thì bòi ở đó. Nhân Đức bòi giết rồi, cái gốc Nhân Đức thiệt là chắc. Nhân Đức có gốc thì Nhân Đức sẽ có chỗ đứng. Có gốc thì có chỗ đứng. Bây giờ vào tay ai Nhân Đức cũng được đứng một cái vị trí nào đó. Vì sao? Vì tôi có gốc. Còn người ta thì đem chỗ này bòi chỗ kia. Cuối cùng ai tin quý vị? Ai tin quý vị? Lấy chỗ này bòi chỗ kia, sai rồi. Tôi thì ăn cái nào gào cái này. Ăn cái nào gào cái này. Nên từ nơi đó bòi được cái gốc. Mà cái gốc đã có thì có chỗ đứng. Vì thấy Nhân Đức ở đâu cũng có chỗ đứng. Vì sao? Vì Nhân Đức biết bòi cái nơi mà bản thân mình ở. Quý vị phải nhớ rằng đừng bao giờ chê cái nơi ở của chúng ta là cái chỗ xấu. Vì nơi mình ở tại sao là gọi là xấu? Người ta ở biệt thự thì nơi ở người ta đẹp của biệt thự. Chúng ta ở nhà lá thì nơi đẹp của chúng ta là nhà lá. Mọi cái nó đều có cái vẻ đẹp khác nhau. Nhớ kỹ. Nhà mình rất là nghèo, nhà mình rất là nhỏ, nhưng chúng ta có một mảnh đất nho nhỏ. Chúng ta lại tạo ra một cái sân vườn rất là tuyệt vời. Biệt thự có khi cũng cần đến nơi ta để tham quan. Đúng không? Con người chúng ta bị một cái bệnh này là cái bệnh gọi là bệnh khó trị. Bệnh gì? Cái bệnh đi tìm nơi người ta mà quên chỗ mình. Tôi ngày xưa ở trên tỉnh Thất Quan Âm, tôi cảm giác tỉnh Thất Quan Âm là số 1 với trong lòng của tôi. Tôi chưa bao giờ đi đến một cái cốc nào ở xung quanh tỉnh Thất Quan Âm. Bao nhiêu người rủ tôi đi lại cái chỗ của họ, chỗ họ đẹp gì, đẹp này, đẹp kia, đẹp nọ. Đi xuống với tuốt Đại Ninh này kia đẹp cỡ nào. Tôi chưa bao giờ đi đâu cả. Tôi chỉ biết tỉnh Thất Quan Âm là đẹp nhất trong lòng tôi. Mỗi khi người ta lễ Phật tôi đi vòng vòng, tôi đi bật đèn, tôi canh người ta tu sắp sửa ra, tôi đi bật đèn lên. Tỉnh Thất Quan Âm ngày xưa xung quanh có một số đèn thầy làm xung quanh. Tôi chờ người ta tu sắp sửa ra, xong đi ra, tôi bật đèn lên liền. Tôi kêu anh em chạy chạy đi bật đèn lên, đang cho hoàn cảnh sáng rực rỡ. Người ta vừa tu xong người ta bước ra, ô thấy hoàn cảnh quá sáng sủa. Tự nhiên trong lòng ai cũng vô cùng là hưng khởi, sảng khoái. Tôi đều là muốn tạo một cái hoàn cảnh cho người khác, họ phải có cảm giác được cái hoàn cảnh đó họ đến. Đó. Khi tôi đi xuống đây cũng vậy. Tự nhiên tôi sẽ cố gắng, tôi làm sao để cái hoàn cảnh nơi này nó càng ngày nó càng chuyển biến càng tốt. Ban đầu tôi mới đi xuống đây, nó thật sự phong thủy ở nơi đây nó không phải là cái đặc biệt. Vì xung quanh là khu công nghiệp, hơ hám này kia, làm sao gọi là phong thủy tốt được. Nhưng mà tôi đi đến đây, ban đầu của tôi là gì? Tôi bật một cái máy niệm Phật ngay cái cổng chùa ngoài kia, tôi bật thẳng ra ngoài trước ngoài đường ngoài đó. Tôi nghĩ rằng tôi không có duyên để kéo con người ta đi vô chùa tu. Con chỉ dùng cái nguyện của Phật để kéo người ta thôi. Nên đặt máy niệm Phật ở ngoài cổng chùa. Quý vị thấy nhân duyên phát triển vô cùng lớn lao. Nơi đây bây giờ trở thành điểm mà con người đa phần người ta thích đi về đây để ở cổng tu. Rõ ràng những đức tin 100% với quý vị. Phong thủy là từ ta tạo ra. 100% phong thủy là từ ta tạo ra. Nhà mình, phòng mình đều là từ phong thủy tốt. Chúng ta chỉ cần tâm tốt là phong thủy ở nơi mình ở sẽ tốt. Tâm mình không tốt, làm sao phong thủy mình tốt được? Cái tâm mình đã không tốt, mảnh đất tốt nó sẽ phá hoại hoàn cảnh nơi đó. Tại vì tâm mình không tốt thì cỏ cây hoa lá đều không xanh chồi nảy lọc được. Vì sao chúng ta có thương yêu nó đâu mà nó phát triển được tốt? Cái tâm mình tốt, mình tưới cây cũng là tưới cây tốt. Tại vì sao? Vì cái tâm mình tốt, khi mình tưới cây, mình sẽ không tưới như cái người tâm sân si. Cái người tâm sân si, xin thưa quý vị, họ tưới cây, họ sẽ xịt cây, muốn đứt gốc vậy. Còn cái người mà tâm địa diệu, con người thương yêu cây, thì quý vị tưới cây cũng tưới nhẹ nhàng. Như bản thân chúng ta, xin thưa quý vị, khi chúng ta tắm, không thể nào chúng ta mở vòi nước thiệt mạnh để xịt nước vô mình được. Mà chúng ta mở nước sao dịu nhất, nhẹ nhất, để mà nhẹ nhàng nước chảy từng giọt nước, từng giọt nước. Cảm nhận không? Đó,
Hãy công nhận điều đó mà. Nên cái người mà đi tắm á, mà tính tình mà háo hức cũng khác cái người tắm bình thường. Có những người bước vào tranh thủ tắm, nó cầm cục xà bông mà chuột té cục xà bông, dứt bạch 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 bạch, hoặc là lấy cục xà bông chà lia chà lịa, có khi chà đến mức mà móng tay cà vô thịt bị chày. Tắm mà đến mức mà tranh thủ tắm, tắm xong ra sức mồ hôi hột. Tại vì sao? Không có dịu tâm để tắm. Bản thân mình mà còn chưa cảm nhận được điều đó cho mình thì làm sao tắm cho người ta? Hiểu không? Quý vị thấy rằng là có khi mình tắm sữa tắm đi, bản thân mình quý vị có cảm giác làn da vậy không? Bữa nay da mình gì, ngày mai da mình khác. Một miếng sữa tắm thôi, để vô bàn tay xo nhẹ cái thôi, nhẹ đều. Chứ ai mà tắm sữa tắm à, thạc 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 thạc, làm liên làm lịa kiểu đó. Quý vị kiểu đó bị coi thôi chịu thua, hiểu không? Đó. Nên cái tâm dịu thì cái cảnh gì, cái làm gì cũng dịu 100% luôn. Cả uống nước quý vị cũng cảm giác nhẹ nhàng, uống nước cứ thành mỹ vị. Còn nếu như quý vị mà thô tâm là phá hoại hết. Khi thô tâm, đồ ăn thức uống quý vị trở thành độc dược hết. Mà nó đã trở thành độc dược thì nguy hiểm quá. Nên quý vị đừng bao giờ chê hoàn cảnh quý vị xấu. Quý vị đi đến đâu cỏ rác mọc tùm. Quý vị là người có tâm thì cỏ rác đó tức khắc tan biến hết. Hoàn cảnh sạch sẽ liền, không nói dòng do chứ. Còn quý vị đã không có tâm thì quý vị nói cỏ rác quá, bày hầy quá, dơ quá. Quý vị không làm gì chứ mà, để cho nó mọc lên mà. Bây giờ quý vị mình không ra tay thì cỏ nó tùm. Còn mình mà gọn ghẽ thì cỏ nó gọn ghẽ. Chứ làm sao? Chắc chắn quý vị luôn á. Nhà của mình đi làm về rảnh, dọn dẹp một chút. Cái gì không phù hợp dọn dẹp. Nhìn cái gì không phù hợp làm nó lại. Cái chỗ này, cái nhà cũ quá, chúng ta bây giờ nhiều loại chanh rất là rẻ, có gì đâu mắc. Chúng ta dán lại thành chanh, chúng ta làm nó lại thành nhân sinh, sơn thủy hữu tình. Chúng ta dán một cái, đắp cái chỗ cũ đó lại, tự nhiên nhìn cái phòng mình bước vào nó cũng cảm thấy mát mẻ. Không? Tự mình chăm sóc nó thôi. Mình chăm sóc nó mỗi ngày chút thôi. Tự nhiên cái hoàn cảnh mình ở nó cảm thấy tốt. Mà cái cảm giác mình bước về nhà mình thích thì tự nhiên mình đâu có bỏ nhà. Còn nếu như mình về nhà mình chán, người này làm ăn có thịnh đâu. Người giàu mà không bao giờ thích về nhà thì người này chỉ có si thôi, không bao giờ thịnh. Vì bỏ nhà sao thịnh? Đó, quý vị tin rằng là có những người mình cảm giác mình không muốn về nhà. Sao mình về có nhà mình thấy nó nặng nề gì đâu. Quý vị phải cố gắng đi. Cố gắng làm sao mà quý vị đi đến chùa cũng có tâm thoải mái, mà đi về nhà cũng phải có cảm giác thoải mái. Đúng không? Cảm giác thoải mái một chút. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái sự chướng ngại hoài thì cũng khó thoải mái lắm. Nó chướng ngại nhiều quá quý vị. Khi gặp ông chồng ông không có cùng tư tưởng với mình, nó chướng ngại. Nó chướng ngại mình. Nó mình niệm Phật thì mình niệm lén niệm lúc. Mình muốn ăn chay thì cũng thấy chướng mắt. Nó mình muốn bận đồ lam thì nó nói nhìn bà thôi. Mắt hứng gì đâu. Muốn nhậu nhẹt thấy cũng mắt hứng. Quý vị coi, nó làm cho mình ngược lại không quý vị? Nó đó là chướng ngại. Nên cái phong thủy của mình muốn phát lên, nhưng mà thật sự nó bị phá hoại nó, thì thật sự nó có sự trở ngại đó đó. Nên tại sao mình tìm về chút bình yên là chùa chiền? Mà chùa chiền cũng không phải là chùa nào quý vị cũng về mà nó có đúng với lương tâm quý vị. Không phải chùa nào mà về cũng đúng với lương tâm của mình. Nên mình là một ông thầy thì giống như một vị kỹ sư. Khi mình mà muốn chế tạo ra một cái gì cho mỗi người sử dụng thì bản thân của mình cũng phải xem xét người ta đang cần nhu cầu gì. Anh nhớ, cái nhu cầu của người bây giờ người ta cần nhất là người ta không thích bỏ ra mà người ta muốn lấy vào. Đây là cái nhu cầu lớn nhất
mà đa phần muốn độ sanh thì phải nghĩ đến chỗ này chứ. Người ta không thích bỏ ra, nhưng người ta muốn lấy vào. Thì trước nhất mình phải có cái tâm này. Khi mình có cái tâm này, quý vị hỏi, ủa, vậy thì nó không bỏ ra, lấy đâu để cho nó? Mình hãy tin tưởng rằng sẽ có người nhìn thấy cái việc làm của mình và họ bỏ ra cho mình, bỏ cho họ. Hiểu không? Chúng ta phải có đầu tư dài hạn. Phải có đầu tư dài hạn. Quý vị đầu tư dài chừng nào thì cái sự tích góp quý vị sẽ có thời gian dài chừng nay. Chắc chắn. Quý vị cắm vào tâm người ta quá nhiều cái mối ân tình thì ân tình sẽ trả lại cho quý vị lâu dài. Chắc chắn luôn. Thấy không? Vì quý vị biết vì sao con người ta bây giờ không muốn bỏ ra không? Vì người ta không có để bỏ ra. Người ta rất là khổ. Nói người ta đi đến chùa tiền xe người ta đã không muốn đi rồi. Bây giờ mà kêu người ta bỏ ra cúng dường tiền đâu cúng. Nên người ta đi đến chùa phải có này có kia, phải lo cho người ta ăn uống ngon đàng hoàng, nhiệt tình lo cho người ta. Đó gọi là đầu tư dài hạn. Hiểu không? Rồi mình dạy người ta có sự an lạc, có niềm vui. Rồi người ta có niềm vui, người ta làm ăn được đàng hoàng. Lúc đó người ta nhớ đến ơn nghĩa của mình. Đúng không? Đó gọi là ra qua kết quả. Nên á, Bác Hồ ngày nói câu á, chồng người á, nó tới 100 năm nữa. Trồng cây 10 năm, 10 năm ăn trái, nên cây nó có khi nó chết sớm. Trồng người 100 năm ăn lâu hơn. Có những loại trồng người mà chúng ta đừng nghĩ đời của mình dùng, hãy nghĩ đời kế tiếp dùng. Nhưng riêng pháp môn Tịnh Độ này là trồng hiện đời, hưởng hiện đời. Cái pháp môn Tịnh Độ này giống như hoa sen vậy đó. Vì thấy hoa sen không? Vừa chỗ bông thì là có búp. Thấy không? Nó không có qua nhiều công đoạn mà cái bông sen cũng là cái búp sen. Thấy rõ ràng không? Thì quý vị nhìn hoa sen quý vị sẽ biết cái pháp môn Tịnh Độ này là hoa sen. Tịnh Độ là hoa sen. Còn cái pháp tu khác á, là hạt sen. Quý vị lấy hạt khô đi trồng, trồng chăm bón ra cây sen. Cây sen thời gian rất lâu mới ra bông sen, rồi mới có búp trong đó luôn. Còn pháp môn Tịnh Độ này tu là hoa sen. Là hoa sen. Nên mới nói pháp môn Tịnh Độ này, cái pháp môn này gọi là lấy cái quả giác tu đã thành của Phật A Di Đà làm nhân tu của mình. Nói câu này dễ hiểu hơn nè, là Phật A Di Đà Ngài đã tạo ra một sự nghiệp rồi, chúng ta được có quyền lấy cái của cha mình để đi làm ăn. Lấy cái của cha đi làm ăn. Thật sự quý vị biết những đức đi vô chùa không có của, nhưng những đức chỉ có gặp pháp môn niệm Phật, lấy cái của cha để làm ăn, rồi cha lại chi của cho mình làm. Chi của cho mình làm 100%. Nếu quý vị mà làm con ngoan Phật A Di Đà, quý vị làm cho đúng đi, dùng của Ngài quý vị làm cho thật đúng đi, Phật A Di Đà Ngài ký rẹt rẹt à. Lúc nào quý vị lỡ lấy là Phật A Di Đà ký liền, khỏi cần hỏi rằng là mày ký làm gì ký hoài. Nếu Phật A Di Đà mà còn hỏi tại sao con lấy hoài con, thì không phải Phật A Di Đà. Phật A Di Đà khỏi cần phải hỏi. Một là gì? Ký rẹt rẹt. Còn hai là gì? Không có ký. Vì sao không ký? Vì không có cảm ứng để ký. Quý vị phải nhớ là làm việc với Phật A Di Đà là làm cảm ứng.
chứ không phải là nài nỉ xin xỏ. Nghe chưa? Là cảm ứng thôi. Quý vị chỉ cần thương con người thì Phật thương quý vị. Vì Phật thương con người, Phật thương con người thì tức khắc quý vị thương con người, Phật thương quý vị, Phật nhờ quý vị đi thương con người. Giống như bây giờ những đức thương người già, anh em đi theo những đức thương người già thì tôi sẽ hỗ trợ, mấy không? Vậy thôi à. Mấy ông chỉ cần thương người già thì tôi cấp dưỡng cho mấy ông hết, để mấy ông làm việc nuôi người già. Phương tiện xe cộ tôi mua hết cho mấy ông luôn. Mấy ông thiếu cái gì chứ? Mấy ông thua ai gì chứ? Chùa chiền mấy ông có luôn. Chùa chiền đồ mấy ông có hết. Nhưng mấy ông nhớ kỹ là mấy ông phải thương người già. Phải thương người già. Thấy không? Đó. Cái thương người già là cái rất là quan trọng. Thì giống như bây giờ mình thương chúng sanh thì Phật A Di Đà làm sao bỏ mình? Theo những đứa nghĩ rằng chùa mình Bồ Tát Quán Thế Âm chắc ngày đến đây hoài quá. Tại vì sao? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm làm việc cho A Di Đà Phật với Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí giúp chúng ta bình tĩnh, có trí tuệ. Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi giúp chúng ta có tiền. Chứ sao? Ngài đến đây, Ngài đem tiền đi đến đây để cho những đức làm việc. Mà Ngài thì hiện ra một con người nào đó phải đem tiền đưa cho mình để mình làm việc. Vì sao? Vì mình đang làm việc cho Phật A Di Đà, mà Ngài cũng làm việc cho A Di Đà Phật. Thì cứ nghĩ đi. Đó. Bây giờ mình làm việc cho A Di Đà Phật, như Hòa Thượng mình cũng làm việc cho A Di Đà Phật. Hay xây chùa cho con người niệm Phật ở. Nhưng đức thì hướng dẫn người ta niệm Phật, lại có nhân viên rủ người ta về chùa, thì đều là làm việc cho A Di Đà Phật mà. Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và nhiều vị đại Bồ Tát đều là bậc cổ Phật, mà thị hiện đến đã làm Bồ Tát. Chứ họ có nói một câu rằng con là cổ Phật mà không? Con có là cổ Phật nhưng con đã hiện thân là Bồ Tát, thì con phải làm đúng vai trò là Bồ Tát. Từ là ban vui mà bi thì cứu khổ. Con phải làm cái việc ban vui cứu khổ thôi. Nên có con người làm cái chuyện đó thì con phải đem đến. Vai trò của con là đem đến nơi đó đó, để làm việc đó đó, theo cái nguyện đó mà giúp đỡ cho người ta, để người ta làm cái việc đó cho chúng sanh. Chắc chắn 100% như quý vị. Tại vì Phật Bồ Tát không thể nào nói mình là Phật Bồ Tát được. Nếu mà nói mình là Phật Bồ Tát thì mình đi mất tiêu. Nên họ không có nói họ là Phật Bồ Tát. Họ sẽ thể hiện như một chúng sanh như mình bình thường thôi. Còn họ tự họ đem lợi họ đưa cho mình, để mình làm việc cho Phật A Di Đà. Nên à, nếu như mình mà học Phật, mình tin đến chỗ này, tin đến cái mức này, thì cuộc đời quý vị thật sự mà nói thành vô cầu. Tại vì quý vị chỉ có cầu sanh cực lạc, quý vị cầu cái gì ở cuộc đời này? Bây giờ những đức hỏi quý vị là chúng ta ở cuộc đời này, thời gian hưởng thụ chúng ta được bao nhiêu thời gian đâu? Hãy bình tĩnh mà gác chân lên trán suy nghĩ. Bây giờ những đức nói với tất cả các anh chị ca sĩ nè, các anh chị ca sĩ đã nhìn bao nhiêu người nổi tiếng đi qua chưa? Rồi các người giàu đã nhìn họ đi qua chưa? Bao nhiêu người kinh doanh thành đạt, quý vị đi tổng kết những người thành đạt kinh doanh làm ăn thành công đi. Rồi cuối cùng thời gian của họ đi qua làm sao? Rồi họ có chết không? Khi họ chết xong con họ có tiếp tục thịnh nữa không? Hiếm nghe. Cũng hên xui á. Ừ. Tại vì sao? Chưa chắc hết một đời của họ thịnh nữa. Là suy rồi. Đó. Nên những đức nói rằng một người có giàu nhất cái nước Việt Nam này đi chăng nữa, nhưng người này phải tìm hiểu Phật Pháp. Vì sao? Ông có giàu đi chăng nữa nhưng ông cũng chết. Nhưng mà cái bến đổ của ông đi về đâu? Ông không có bến đổ. Không lẽ khi ông chết đi bao nhiêu con người đến cầu siêu cho ông? Chưa chắc. Cái quan trọng là bản thân của ông và bà phải chọn bến đổ cho mình kìa. Hiểu không? Chọn bến đổ cho mình á.
Đó. Nên có những vị làm vua, tại sao năm xưa người ta đi tu? Cũng vì cái nguyên lý người ta đã đặt ra câu hỏi. Cuối cùng ta cũng chết, ai là người giúp đỡ ta? Cuối cùng người ta tìm ra câu hỏi, bản thân người ta phải tìm bến đỗ. Rõ ràng người ta đã tìm ra được cái ánh đạo vàng, đó là Phật Pháp. Nên đa phần những bậc trí giả, người ta đều chọn ra một cái phương hướng giải thoát, chứ người ta không bị danh lợi buộc ràng. Vì danh lợi biết bao nhiêu mà đủ đây? Thật sự từ xưa tới nay, danh lợi không biết bao nhiêu mà là đủ chứ. Nên chúng ta mỗi một con người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc, hiểu được những nguyên lý này. Thật sự mà nói, cuộc đời quý vị dù không có giàu gì chăng nữa, quý vị vẫn hạnh phúc lớn. Tại vì sao? Cái hạnh phúc quý vị là nó phát xuất từ nội tâm, từ cái nội tâm của mình đó quý vị à. Nội tâm nó rất là quan trọng. Nên những đức nó thật sự, những đức học Phật càng học càng vui, càng học càng an lạc, càng học rồi càng thấy những cái danh lợi trong cuộc đời thật sự nó quá phù du. Chúng ta đeo theo danh lợi để giành giật thì không khác nào kẻ khờ đi bắt bóng. Thật sự là kẻ khờ đi bắt bóng đó quý vị. Những đức bây giờ mà nói gì ba buổi cơm, bản thân những đức khỏi cần phải suy nghĩ tới đi. Nói gì danh gì lợi trong cuộc đời những đức hiện tại, bản thân những đức cảm thấy không có gì thiếu nữa chứ. Phương tiện cái gì cũng đầy đủ hết chứ. Nhưng những đức cảm giác rằng bản thân của mình bây giờ hướng đến cái gì? Niềm vui của nội tâm. Hướng đến niềm vui của nội tâm làm chính. Nên bản thân của mình bây giờ càng ngày càng gầy dựng cái sự an lạc của nội tâm. Và những sự bê bối của xã hội, họ có như thế nào với mình, giết rồi mình cảm thấy lạc lẽo đối với họ lắm. Rất lạc lẽo quý vị, cực kỳ lạc lẽo luôn. Nhưng qua nhà đứa có kể bị nghe câu chuyện, bản thân mình cũng có cái giải thích một chút thôi, cũng như ông quan vậy thôi. Nếu bỏ đại họ thì mình cũng thiếu trách nhiệm chứ đến với cuộc đời này. Nên làm sao lương tâm của mình đừng có bị nặng nề gì thôi. Vì mình nghĩ mình sẽ chết, vì mình sẽ chết. Đã là đã chết rồi thì còn cái gì nữa đâu. Đã là chết rồi thì còn cái gì nữa đâu quý vị. Nó, cái người bạn, cái chú đó ông tên Linh, ông vô chùa ông tu năm mấy, ông về miền ngoài, ông có ba mấy tuổi ông chết queo rồi đó. Khỏe mạnh tướng cùi khỏe luôn, chạy xe. Nó, ông về ngoài đó ông đi làm đi về nằm nghỉ, đột quỵ chết. Ai biết được ngày mai như thế nào. Chúng ta một ngày dưỡng tâm của mình, tu đạo giải thoát một ngày. Nên những ngày tháng chúng ta, quý vị có thể chửi người khác một câu, nhưng quý vị đừng nên hận người khác. Đây là lời khuyên rất chân thành. Quý vị có thể chửi họ một câu, nhưng quý vị đừng nên hận họ. Vì hận nó thành nghiệp, thù nó thành nghiệp. Thì chửi cũng như một cơn gió vậy đó, thấy không? Khen chửi thì nó cũng như một cơn gió thôi. Nhưng nếu quý vị mang để vào tâm để hận và thù thì nó thành đại nghiệp. Thành đại nghiệp, thấy không? Đó. Nên quý vị nghe những điều này là thẳng đáy lòng. Vì có thể chửi họ câu cũng được đó, không sao. Nhưng mà xong quý vị buông ra đi. Vì đừng nên hận họ, và quý vị đừng nên suy nghĩ những thủ đoạn gì để hại họ. Thì thủ đoạn là nó thành nghiệp liền. Nó kết. Quý vị biết rằng cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là nó cấu kết lại, cũng như là một sự chỉ. Nó là một sự chỉ. Nhưng nếu nó kết một cái là nó thành một cái dòng vuông. Nhưng nếu quý vị mỗi ngày đi kết nó thì thành một màn lưới. Thành một màn lưới. Đó, nguyên lý. Thấy không? Cái nghiệp là cấu kết lại, cấu kết nhiều ngày lại. Nên những đức nói thà quý vị chửi họ cái bị quên họ đi, thì đừng có nên hận thù họ để trong tâm. Khi hận thù họ để trong tâm là nó cấu kết những màn lưới này lại. Khi cấu kết hình thành thì thành một màn lưới nghiệp. Thành một màn lưới nghiệp. Đó, vợ chồng, bạn bè, kẻ xa người lạ gì cũng vậy. Chỉ cần nghe đạo, đừng nên mang tâm hận thù ai. Chỉ cần như vậy thì nội tâm quý vị sẽ rất nhẹ nhàng.
Thế thì hỏi những đức thầy còn hận thù ai không? Không, chắc chắn rồi, 100% luôn. Giờ hận thù ai bây giờ? Những đức không còn hận thù ai nữa, không có hận thù ai hết. Bây giờ một là những người xung quanh thôi. Không lẽ giờ những đức hận thù và thượng? Ông là hận thù và tôi tưởng nó đức mày trong hận thù tao chi đức. Nó xây chùa cho mày để mà mày hướng dẫn ra tu, mày hận thù tao chi đức. Hiểu không? Hận thù ai giờ trời? Thì trong cuộc đời này mình làm được những việc gì mình cảm ơn tao không hết. Cuộc đời đã cho mình được cái cơ hội này, con người đã cho mình được cơ hội này, từ cái thận cái nghịch đã cho mình được cơ hội này. Bây giờ mình hận thù ai bây giờ? Mình đều là cảm ơn không hết. Mình để làm việc cho chúng sanh thì mình cảm ơn người ta không hết, hận thù người ta làm gì? Nên viết rồi mà bản thân những đức bây giờ người ta có nói những đức chung hay là mình phản gì cũng được chứ. Tại vì sao? Bản thân mình không biết mình là ai nữa thôi. Mình khổ nhất các quý vị, mình khổ nhất là mình đi kêu người ta hiểu mình. Câu này rất quan trọng. Mình đi kêu người ta hiểu mình. Chúng ta đây là cái bệnh lâu năm khó trị. Cái bệnh lâu năm khó trị của chúng ta là đi kêu người ta hiểu mình á. Có những người nói câu gì nè: ông à, tôi sống với ông 30 năm rồi đó mà tôi không hiểu ông. Nếu mà ông giác ngộ được thì ông trả lời lại câu: tôi đã sống với bà đời đời kiếp kiếp rồi mà tôi còn chưa hiểu bà. Thì coi á, chúng ta chỉ nhìn được và thấy được đó là cái lỗ mũi, hai con mắt, cái miệng, nghe không? Đó. Cái ngực, cái mông. Thì cái mà chúng ta thấy được và thấy nó thao mòn theo thời gian sử dụng, có không? Hao mòn theo thời gian sử dụng đó, chúng ta chỉ nhìn được nó vậy thôi, chứ còn cái nội tâm con người thì chuyển biến từng sát na à. Xin thưa quý vị, con người ta ngày nay thích màu vàng, ngày mai tâm tư người ta khác, người ta cảm giác màu vàng người ta không thích nữa. Chúng ta đi theo họ, chúng ta đi theo họ thì chúng ta sẽ thê thảm vô cùng. Vì bữa nay họ thích màu vàng, ngày mai tư tưởng của họ, sự tư duy họ khác, họ thấy màu vàng không đẹp, họ thích màu khác, được không? Được, họ có quyền chọn lựa chứ. Nên cuối cùng những đức tặng khăn cho quý vị, những đức nói tôi mua một màu một mà. Mua một màu một à. Có nhiều người hỏi thầy sao thầy mua 10 màu, nó 10 màu mấy bà dành sao? Tạo ra sự phiền não chứ làm cái gì. Mua một màu mà. Tôi chọn cái màu nào mà cảm thấy trung đạo là tôi chọn một màu đó. Đưa đó. Ai cũng nhận màu đó chứ. Quý vị biết rằng nội mà chuyện tặng vòng thôi, hồi xưa mấy cô đem ra 5-6 màu. Mỗi lần tặng vòng mấy bà bu lại đưa cái vòng này, bà nói cho con cái vòng kia thầy. Con hợp vòng kia. Sau này nhân đức nói với con hỉ, nhân đức nói: con đem ra đúng cái vòng vàng đưa cho nhân đức. Xong, phong thủy nào cũng vàng là phong thủy tốt. Thấy không? Đó. Nhìn cái căn tính con người phù hợp áp dụng vào họ, nó không phải phiền phức. Đừng có đi tìm cái việc mà tìm hiểu người hoặc muốn người hiểu mình. Vì nghe rất rõ ràng rồi đó. Bản thân đây mà theo ngày tháng còn hao mòn, không chi là tâm con người mà chuyển biến từng sát na. Mấy ông có vợ, mấy ông năm xưa mới cưới gì sao? Vài năm sau đẻ vài đứa con, vợ mấy ông thì sao? Không lẽ mấy ông không biết được nữa hả? Rồi chồng mấy bà coi phải thời gian chồng mấy bà có hao mòn không?
Đàn ông mà còn hao mòn kìa, bị còi cọc nữa kìa, đừng nói chuyện dựng chơi. Cái đó là cái hình thức bên ngoài mình có thể nhìn thấy đó, nhìn thấy rõ ràng đó. Nó không chi là cái nội tâm con người chuyển biến. Nên đừng bao giờ cầu người hiểu mình. Cầu người hiểu mình là một điều cực kỳ dại khờ. Đừng bao giờ nói rằng tôi sống với ông bao nhiêu năm nay tại sao ông không hiểu tôi. Ông trả lời tôi còn chưa hiểu tôi, đừng chi hiểu bà. Hiểu không? Nhớ kỹ. Quý vị hiểu quý vị đi. Nên trong nhà Phật có câu nói hiểu mình là trí tuệ, hiểu người là thông minh. Vì hiểu vị đi, vị cố gắng kìm nén được cảm xúc quý vị mới là người khôn ngoan. Có người á, chúng ta đi đem cái cảm xúc của chúng ta để đưa cho người khác, để nhờ người khác để kìm nén giùm cho mình, dại khờ quá. Tại sao mình không kìm nén cái cảm xúc của mình á? Hiểu không? Đó. Chúng ta thường đem đưa cho người khác, lại cho rằng người khác là người đáng tin, đem cả thể xác lẫn linh hồn để trao cho kẻ ác. Tại vì sao? Cả vật cũng không nhận cái linh hồn của quý vị. Chứ đừng có nói đến kẻ cướp. Nên rất nhiều người đã bị mất trái tim, đã trao trái tim cho kẻ cướp mà tưởng đâu là chỗ bình yên. Quý vị coi thế gian này bao nhiêu người đã thất vọng và thất tình, vì quý vị đã dội vàng đem trái tim còn thở của mình để đưa cho người khác cầm giùm. Người ta có quyền bóp hay người ta có quyền để, nó không thích, nó bóp trái tim quý vị, trái tim quý vị sẽ ngừng thở và thôi thớp. Quý vị kêu hãy buông nó ra để cho tôi được thở, nó nói ta đã cầm được trái tim thì đừng mong ta trả lại. Nên có cái bà đó bình luận câu, nó nói rằng con xin trao chọn cuộc đời và tiền bạc vật chất hết cho thầy, và cả trái tim con cũng trao chọn cho thầy. Và nhắn tin vậy đó, những đức nói tôi không nhận gì cả. Tại vì sao? Tôi chỉ là người đem Phật pháp giới thiệu, chứ tôi không muốn giữ trái tim của ai hết. Thấy không? Tôi mỗi ngày tôi bồi dưỡng trái tim rỉ máu của tôi là được rồi. Một trái tim khô. Hiểu không? Thì coi cái trái tim của mình mà chưa giữ xong, mà đi giữ tim người khác làm chi vậy? Hiểu không? Nó nên từ xưa tới nay bao nhiêu mối tình lâm ly bi đát, gọi là đem cả trái tim để trao cho nhau. Những đức nói quý vị nghe, mỗi một cái trái tim con người là mỗi một nhịp sống của chúng ta. Chúng ta lại trao tim cho nhau thì hai trái tim này nó đổi lại thì chúng ta khó sống lắm. Hiểu không? Nên hãy giữ cái trái tim của mình cho tốt đi. Dù có gì đi chăng nữa, mình vẫn còn có trái tim. Hiểu không? Những đức đã gặp rất nhiều người mất trái tim quý vị à. Những đức nói cho quý vị nghe, bị mổ ngay trái tim và lấy trái tim đó ra vẫn không khổ đau bằng là chúng ta đánh mất mình. Có nghĩa là những đức nói mất trái tim đây không phải là họ lấy trái tim ở đây đem ra, mà quý vị đã đánh mất chính mình. Đã đánh mất chính mình, không biết sự quý giá của bản thân khi có được ở cõi đời, và cái tâm thức khi gặp được Phật pháp. Đức Phật chưa bao giờ mà Đức Phật mà muốn chiếm hữu linh hồn gì của ai.
Mà Đức Phật luôn luôn chỉ dạy chúng ta luyện tâm thức của mình, giữ tâm thức của mình và giữ hành động của chính mình cho thật tốt. Hiểu không? Đó là điều rất quan trọng mà. Vậy thì chúng ta ai cũng là người an lạc hết, ai cũng là một đóa hoa tươi đẹp ở trong cuộc đời này. Nên Ngài Phật Đản, chúng ta tổ chức một chương trình hoành tráng, một chương trình gọi là những đóa hoa xinh đẹp. Thật sự chương trình đó gọi là những đóa hoa xinh đẹp. Vì sao? Đức Phật đến với cuộc đời này là một đóa hoa xinh đẹp. Nghe không? Đức Phật đến với cuộc đời này là một đóa hoa xinh đẹp. Hoa là nhân. Đức Phật đã tạo một cái nhân sinh đến cuộc đời này, mà Đức Phật đã đem giáo pháp để truyền dạy rộng khắp ở cái cõi nhân thiên này, là một đóa hoa xinh đẹp chứ gì. Đúng quý vị? Đức Phật đâu có cần chúng ta tắm cho Ngài, vì tắm cái bên ngoài không quan trọng bằng tắm cái bên trong. Đức Phật khi sanh ra đời, Ngài là vương tử, hoàng tử, nhưng Ngài không bị ngũ dục lục trần say khiết, vì Ngài cần gì chúng ta tắm cho Ngài. Nhưng vì sao có hình thức tắm Phật? Vì hình thức tắm Phật là để nhắc nhở chúng ta, nhờ cái nước cam lộ tưới tẩm của Phật Pháp mà tắm cái tâm trần cấu của chúng ta, tâm ích kỷ của chúng ta tiêu mất đi. Nên cái ngày tắm Phật là ngày để nhắc nhở mình, mong rằng bản thân mình nhờ cái giọt nước cam lộ đó mà tưới tẩm cho cái tâm khô khan cằn cội của chúng sanh được mát mẻ, mới là đúng. Nên cái phương tiện đó có, nhưng chúng ta lại tổ chức một cái đại pháp hội ngày Đức Phật đản sinh, cảm ơn Đức Phật đã đến với cuộc đời. Nên cái pháp hội Phật đản năm nay là một cái pháp hội cực kỳ hoành tráng. Bao nhiêu con người đến là bao nhiêu đó hoa mọc ở cái cuộc đời này tốt đẹp. Nghe thấy là mê luôn. Thấy chưa? Các vị coi, mỗi một con người đi đến ngày lễ Phật đản là mỗi một đó sen mọc ở trong cái cõi trần, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hiểu không? Đó. Mỗi người buổi chiều đó sẽ cầm một cái bông sen đưa cao lên như vậy, để gọi là cảm ơn Đức Thế Tôn đã đến với cuộc đời này. Nhìn vào cái bông sen mình đang cầm trên tay đó và nhắc nhở chính mình, Đức Phật đến cõi đời này không bị ngũ dục lục trần buộc ràng, thì ta cũng phải học giống Phật, đừng đánh mất chính mình. Thấy không? Ngày lễ Phật đản này quá tuyệt vời. Đều có chương trình tắm Phật hết, nhưng mà một chương trình tắm Phật rất gọn, như được tổ chức cực kỳ gọn. Quý vị là những con người hướng đến Đức Thế Tôn, đứng tại chỗ đó, hướng mặt cao về Đức Phật. Thấy không? Hướng mặt cao về Đức Phật, ngực ở. Quý vị thấy quân đội người ta không? Chào ở ngực phải không? Mình bởi vì đứng mà bữa đó phải đứng mà gọi là mỏi bà phải ở ngực, chứ không phải đứng cong cong lưng gì đâu, không phải đâu nghe. Là sự tôn kính, không phải chuyện giỡn đâu. Nó quý thầy đại diện một số người ít thôi để tắm Phật, thấy không? Có chương trình và màn hình LED mở rộng ra khắp nơi nơi, vị trí đứng đều thấy chương trình tắm Phật, như mình được tắm Phật, hòa mình vào cái pháp hội, bắt điệu niệm bổn sư vang 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 cả bầu trời. Cảm giác cái chương trình bữa đó nó đặc biệt cỡ nào. Biết rằng là trần gian vốn là mộng, nhưng ta cũng phải xây giấc mộng đẹp. Có những khi quý vị ngủ mà gặp một cái giấc mộng đẹp, nó vẫn cảm thấy vui hơn là giấc mộng buồn. Nên biết rằng trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, nhưng chúng ta đang sống trong cõi mộng mà.
chúng ta cũng phải dùng cái gì mỏng mị cho người khác cảm giác được vui chứ. Nếu không xin thưa quý vị, nếu một ông thầy mà giảng đạo mà ông không biết đưa giấc mộng đẹp cho người thì ông thầy này không thể nào độ sanh rộng. Quý vị thấy những đức giải thích từ cái ăn uống, nấu ăn đồ, nấu chè đồ, quý vị toàn là quý vị thấy những đức đưa lên giấc mộng đẹp cho người khác không? Người ta chưa ăn mà người ta đã có cảm nhận của cái sự thích thú, quá quan trọng đúng không quý vị? Ừ đó, chương trình Phật đản chưa tổ chức mà những đức đã hình thành một chương trình. Ngày đó thì tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết mưa gió ai biết được, tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta thì chương trình vẫn là chương trình, chúng ta đã hình thành một chương trình, xong đâu vào đó hết chứ. Thì tự nhiên ngày đó sẽ hình thành y rang như những gì mà Như Đức đang nghĩ. Vì thấy mà cái lễ Ví Di Đà là Như Đức đã nghĩ ngày lễ Ví Quan Âm. Ngày lễ Ví Quan Âm Như Đức đã hình thành lễ Ví Di Đà. Lễ Ví Di Đà y rang như những gì Như Đức đã hình thành từ tâm, không có một chút gì thay đổi hết. Vì chùa mình đặc biệt là chùa mình không có ý kiến ý cò gì mà cái chuyện mà mấy anh em mà Như Đức đã đưa lên mô hình chương trình. Tại vì Như Đức đưa lên chương trình gì cũng là điều thành công. Còn Hòa Thượng mình thì tin tưởng là ông đệ tử này tôi để cho ông làm, không có đụng vô, thấy không? Tại vì Như Đức làm điều thành công. Nói quý vị coi mà cái pháp hội mà Di Di Đà quý vị thấy không? Pháp hội từ trước đến nay chưa từng thấy cái pháp hội nào hoành tráng đến mức như vậy. Nó hoành tráng mà nó lại có một cái gì đặc biệt, gây một cái sự ấn tượng trong lòng người. Không đơn giản, mà cái ấn tượng nhất mà đem được cái đèn bông sen về nhà luôn. Thì coi á, nó đặc biệt ghê không? Còn người ta có thể mấy ngọn đèn xong vài bữa nó tàn mất tiêu, nhưng mà nhiều cái đèn bông sen mà người ta cầm về bây giờ người ta vẫn còn sử dụng. Quá ý nghĩa không? Nó ít gì tuy là mộng nhưng mà cái mộng này có thời gian dài, chứ không phải là giấc mộng mà gọi là như là ánh chớp. Những đức nói với vị biết bằng đêm bị ngủ đi, vị thấy vị đi đến cái nơi nào đẹp đi là mộng đó, nhưng khi quý vị đang nằm mộng thì vị vẫn cười, thì cảm thấy gương mặt vị sung sướng. Giống như cái anh chàng này, ảnh chuẩn bị cưới vợ, mà cái người đó ảnh yêu, mà ảnh thấy ảnh lên rước cái cô dâu này về nhà, ảnh vui trong giấc mộng, anh cười thiệt cười, ảnh nắm tay cô gái mà ảnh được yêu, trời ảnh mừng được nó, đó là giấc mộng đẹp trong lòng anh, quý vị. Đó, thấy chưa, mộng đó. Cái anh giật mình thức dậy, tự nhiên tâm trạng anh sảng khoái, đừng nói, nói ủa nay sao tâm trạng em sảng khoái gì, nói em vừa trải qua một giấc mộng vô cùng đẹp. Thấy chưa? Nên trần gian vốn là mộng, nhưng phải dùng mộng để độ người trong mộng. Đúng không? Dùng mộng để độ người trong mộng. Đừng nên nói thật quá làm cho bản thân của họ nó bị cảm thấy như khô cằn sỏi đá lắm mới bị à. Tuy là thật là tốt, nhưng đừng nên thật với những con người quá giả. Vì họ quá giả nên chúng ta phải dùng mộng để độ họ thì mới độ được họ mới bị uống. Hiểu không? Nhưng khéo léo giữ được cái tâm mình, chứ không khéo mình cũng giả luôn chết mồ. Hiểu không? Đó. Nên rất là nhiều người dùng phương tiện mà cuối cùng đi xa, họ đi quay lại không được. Còn mình thì mình ở chỗ mình trụ tâm vào Ai Với Đà Phật, thì có giấc mộng mình đưa lên cũng vì chúng sanh. Nó nên quý vị thấy không? Mỗi người chọn một chiếc khăn mới nhất ngày đó, chiếc khăn mới nhất sẽ tròn lên bờ vai bé bỏng. Vô một đẹp thấy chưa? Vô vẽ tranh rồi quý vị, hoa sĩ tao vẽ tranh nó mới lả lướt, hiểu không? Nên gọi là tâm hồn thi sĩ, hiểu không? Nên khi ta cam tơ đâu, để tay sau lưng ta đi mà. Chẳng gian vốn là mộng, thực hơn cũng là mộng, xây mộng hay tỉnh mộng, chỉ là mộng mà thôi. Hiểu không?
Cảm giác nó thích thú lắm quý vị ơi. Nên quý vị mà bao nhiêu người phụ nữ mà chết vì cái việc thi sĩ đó. Ngày xưa mà gọi là thơ hàng mặt tự. Bao nhiêu cô gái đã từng chết đắm đuối say mê với cái ngòi bút của hàng mặt tự. Thấy không, phải không? Đó, nên cái người đàn ông mà nó mà giảng pháp mình phải có tâm hồn thi sĩ. Lã lướt bay bổng được, biết không? Thì người ta thích vậy mà tại vì tâm hồn người phụ nữ người ta bị nó có những lúc nó khô cằn quá. Có những lúc họ bị băng giá quý vị à. Chúng ta phải dùng phương pháp gì để sưởi ấm cái băng giá đó nó tan biến đi. Tự nhiên người ta rất cảm ơn mình quý vị à. Người ta mới hướng đến mình. Chứ bây giờ người ta đã lạnh lẽo rồi mà đến với mình bị cúm luôn thì thôi chết vô lắm. Nên quý vị biết có nhiều người học Phật nha quý vị, họ đem cái giáo pháp của Phật mà họ trở thành khô cứng, họ trở thành như một tảng băng mà lâu ngày, cái tảng băng lâu ngày bị đụng tới mà chết mồ luôn, nó lạnh. Bây giờ bao nhiêu người phụ nữ ngồi đây, người ta gặp bao nhiêu hoàn cảnh, người ta gặp bao nhiêu sự buồn trong cuộc đời, có khi thương yêu chồng vậy mà chồng không ngó ngàng đến, người ta đã cảm thấy nó bị lạnh buốt tâm can người ta rồi. Mà bây giờ đến tìm mình mà mình không có phương pháp gì để xoa dịu trái tim băng giá đó thì làm sao mà người ta cảm thấy Phật pháp nó ấm áp hả quý vị? Đó. Hiểu không? Giống như cái cô đó, cô nói: dạ thưa thầy, cuộc đời con khổ từ xưa tới nay, buồn bao nhiêu nỗi buồn trong cái cuộc đời của con đó thầy. Những đức nói: không sao, từ hôm nay cô sẽ cảm thấy không còn buồn nữa đâu. Con hỏi: vì sao thầy? Thầy đừng để con phải tiếp tục một lần đau khổ nữa. Những đức nói: cô cứ yên tâm, ngôi chùa là chỗ ấm áp, là nơi nương tựa bình an. Bao nhiêu cái khổ đau trong cuộc đời của cô, từ hôm nay hãy chúc đổ thẳng vào ngôi chùa này đi. Chúc đổ vô chùa đây, không lẽ chúc đổ vào mình? Chết mồ luôn, hiểu không? Cô có nghe cái câu những đức thường đọc hay không? Chùa là tổ ấm ta về. Thấy chưa? Chùa là tổ ấm ta về quý vị. Đã là tổ ấm rồi thì bao nhiêu cái buồn khổ gì mình về đây mình cũng cảm thấy nó sẽ bị tan biến hết thôi. Nên những đức nói cho quý vị nghe, đây là một điểm sông hơi cao cấp. Nên tất cả các ông khỏi cần đi sông hơi chỗ này chỗ kia, hãy lợi đây, hãy lợi đây, để chúng ta mỗi tuần được sông hơi với nhau. Cái sông hơi kia có khi mình bị cô đơn vì ngồi một mình sông hơi, hoặc được lắm thì có một nàng ngồi bên cạnh. Ở đây thì bao nhiêu nàng tiên cá đã ngồi đây, bao nhiêu nàng tiên cá, hiểu không? Nên những đức nói, các ông mà không biết đến đây sông hơi mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, đây là mấy ông còn kém cỏi dữ lắm, quá kém cỏi. Còn tất cả những người phụ nữ trong cái cuộc đời này mà người nào là người đang bị buồn khổ, trái tim bị băng giá, hãy đi đến đây để nhờ cái đạo tràng này để xoa dịu trái tim băng giá đó lại đi. Được không? Đúng là sẽ giúp cho các người ấm áp lấy cõi lòng của mình. Hiểu không? Các vị thấy bao nhiêu con người nữa không? Bao nhiêu nụ hoa nở lên. Vị thấy từ nãy giờ bị nghe giảng không? Biết bao nhiêu nụ hoa trao nhau chưa?
Người ta ngoài đời người ta buồn khổ chết mâu, người ta dùng cái mộng đó là ngày đó vậy mua một cái chậu hoa gì đó để tặng cho nhau. Nhưng thật sự hoa vô chi, lấy đâu có cảm giác về tình cảm. Đúng quý vị. Còn đi đến đây bao nhiêu nụ cười này, đây mới thật sự đó hoa đẹp trao nhau nè. Ví dụ như bây giờ ngày lễ này lễ kia, lễ tình nhân đồ này kia đi, bây giờ không cần mua một cái bình hoa nào để tặng hết, chỉ cần mình nói những lời bằng cả tấm lòng của mình để đến với người đó. Người đó, đúng không? Mình nói bằng cái tấm lòng mình đi, rồi mình nên nói rõ rằng mình có những cái gì mình sai, từ hôm nay mình sẽ sửa đổi. Đó còn hơn một bó hoa đẹp và một món quà. Thật sự quý vị. Và mình sửa lại những gì mình đối xử với người ta không phải đi. Đó là lời hứa hẹn đó. Đó mới là sự đặc biệt giúp cho trái tim băng giá bị tan biến đi. Nghe không? Nên người phụ nữ như một loài hoa vậy quý vị. Họ có thể tô điểm cho cuộc đời này đẹp hay không là do người đàn ông mình cũng rất quan trọng, chứ không phải giỡn đâu. Vai trò của người đàn ông mình là vai trò chăm hoa, mà mình không khéo chăm thì hoa rũ hết. Không? Mình khéo chăm thì tức khắc hoa tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng à, tung tăng tung tăng. Còn mình mà không khéo chăm thì hoa rũ. Hiểu không? Đó, nên quý vị, thấy không? Một bài pháp thôi. 10 giờ 15 phút. 1 tiếng 15 phút. Tiếng 45 phút chứ. Nãy qua 8 rưỡi. Tiếng 45 phút. Vì thấy tiếng 45 phút đã đi qua. Đã lưu lại gì cho ta? Nụ cười. Đúng không? Nhớ nha quý vị, cái chương trình Phật Đản năm nay là một cái chương trình đặc sắc. Nhớ. Nghe không? Quý vị đã đi Phật Đản nhiều chùa rồi, năm nay quý vị thử một lần ghé ngang chùa Đại Tùng Lâm đi. Nghe không? Tại vì sao? Vì nó sẽ có một cái gì đó mà cực kỳ khó giải thích lắm. À. Hãy cho người ta một cái cảm giác khó tả. Và quý vị muốn diễn tả được cái cảm giác đó, hãy đến ngày đó. Đúng không? Hãy đến ngày đó, đúng rồi. Bây giờ mình là Phật tử của ai cũng chỉ là đệ tử Phật. Phật tử chùa nào cũng là đệ tử Phật hết. Đã là đệ tử của Phật thì chúng ta phải có sự tự tại giống Phật. Chúng ta nên tìm cái gì đó nó cảm thấy bình an, và tìm cái gì đó cảm thấy nó hạnh phúc. Bây giờ chúng ta nặng tình mà không có niềm vui. Nếu như bây giờ ai đến với những đức mà nặng tình mà khổ đau, những đức sẽ nói một câu với người đó rằng: cô à, nếu cô đến với thầy mà cô bị nặng tình mà cô khổ đau, thầy xin mở đôi tay này ra cho cô đi tìm vòng tay khác. À. Chứ sao bây giờ quý vị? Cô đi đâu đi đi chứ trời ơi, giờ ở đây mà nặng tình mà cô khổ đau ở đây làm chi? Đúng quý vị? Trong lòng mình mong mỏi cho người ta được an vui và hạnh phúc tốt đẹp, chứ ai mà đi bó buộc người khác đi làm cho người ta khổ đau. Vì mình không có khả năng để làm cho người ta hạnh phúc, thì thà mình mở rộng vòng tay ra cho người ta đi tìm đâu đó đi tìm. Nên những đứa cũng mong rằng tất cả những người tu hành của chúng ta cũng nên có tâm đó. Nên nói với Phật tử của chùa mình, nói rằng nếu như con cảm thấy rằng thầy hướng dẫn cho con tu hành mà con không có một phương pháp
để tu hành hướng đến chỗ giải thoát như lời của Phật dạy. Thì con thấy nơi nào đó là nơi mà con cảm giác có sự an lạc và tự tại bình an, thì con ngay đi đến nơi đó. Mở cái tâm ra quý vị, nghe không? Chứ mình đừng bao giờ mà nói người ta phản bội này, phản bội kia, phản bội nọ, chứ quý vị tội nghiệp người ta. Đạo Phật là mở rộng, ai làm được lợi ích cho người ta thì cũng như bản thân mình đã làm. Hiểu không? Đó. Nên á, có nhiều người hỏi năm nay thầy sẽ tổ chức chính xác nhất là nơi đâu? Ở ngày Phật đản là bên đạo tràng ba. Quý vị cứ qua Đại Tùng Lâm thì đó là điểm chính xác nhất. Đại Tùng Lâm. Nhưng Đức khuyên quý vị mùng 7 nên đi đi. Các đoàn xa mùng 7 nên đi đi. Vì sáng sớm của mùng 8 là chúng ta có Đại Pháp Hội Di Đà. Cái Đại Pháp Hội Di Đà cực kỳ quan trọng vì lễ Phật. Thấy không? Có cái cô nói rằng cái Đại Pháp Hội Di Đà mà tổ chức một buổi thôi, như vậy mà đêm đó cha của cô về báo mộng cảm ơn cô. Kinh chưa? Không đơn giản đâu nghe quý vị. Tại vì lượng con người đông quá nên cái sức mà cầu siêu thoát đó hay lắm, mạnh lắm. Nên mùng 7 mình đi đi, mình bỏ ra thời gian của cuộc đời mà. Con người có để già đi trong bận rộn, chúng ta dành cho thời gian tu hành chút, dài ba ngày ăn thua gì. Nó xong á, mùng 7 mình đến, tối mùng 7 mình đến á, sáng mùng 8 sớm là mình vô chương trình. Rồi 7 giờ rưỡi sáng đó là buổi trưa đó là những đức giảng pháp. Để những đức giảng pháp 8 giờ rưỡi là xong. 7 rưỡi 8 giờ rưỡi xong. Rồi bắt đầu là chương trình ca sĩ ha. Vì nhớ nghe vị, cái chương trình ca sĩ hát này nhiều người mình quý vị phải nhớ kỹ nghe. Cái chương trình ca sĩ hát này là cũng một chương trình độ sanh đó. Chương trình độ sanh đó. Họ sau này khi cuộc đời họ có những lúc họ sẽ gặp cái bế tắc. Họ cũng là những vai trò của xã hội, những tầm cỡ trí thức đó quý vị, không giỡn đâu. À, tầm cỡ trí thức á, vai trò ca sĩ vì thấy vai trò họ quan trọng trong xã hội lắm á. Nếu nói rằng gần tầm cỡ trí thức đều phải đi đến những nơi tụ điểm ca hát để giải trí hết, thấy chưa? Mà họ đi đến chùa họ hát thiện nguyện, họ có thể ngồi 20 người thì ta ngồi ở dưới nghe chuyện này là bình thản quá. Cái gì chứ, nghe không? Nhưng mà nhà Đức phải điều chỉnh chương trình lại đó quý vị. Điều chỉnh là 7 giờ rưỡi giảng, 8 giờ rưỡi xong. Rồi từ 8 giờ rưỡi nhà Đức nghỉ tới 12 giờ trưa rồi xong chương trình. Nếu không biết điều chỉnh nó nghe là dứt tới 2 giờ chiều. À, đó nên chương trình nhà Đức phải tính đó. À, nên nhưng yên tâm đi, chỉ có một ngày với mình đâu có lại Quan Âm đâu. Nó nên dẫn bà con chòm sớm, dòng họ con cháu chích chi chét gì lợi hết đi. Cái chương trình này nó quá hoành tráng mà. Thấy không? Mỗi một đứa con nít nhỏ chỉ cần biết đứng cũng sẽ được một cái đèn bông sen. Vì sao đây cũng là một bông sen nhỏ. Cấm vào ngôi Tam Bảo nữa rồi quý vị. Nên cho các cháu có cơ hội. Nó cái chương trình Phật đản ý nghĩa dữ lắm nghe. Đó, rất ý nghĩa. Nhưng mà mình phải tròn vẹn một ngày. Nên sáng mùng 8 là chúng ta phải hình thành cái Pháp Hội Di Đà của chúng ta. Nên tất cả trưởng đoàn phải nỗ lực hết mình. Chúng ta sống trong cái thời cuộc có Phật á, là chúng ta mừng. Nhưng bây giờ thời cuộc không có Phật mà chúng ta lại có người hướng dẫn mình tu là mình rất cảm ơn. Thấy không? Đó. Chứ bây giờ mà quý vị coi, bây giờ mà chúng ta mà đi lang thang hoài mà không có phương pháp gì tu, quý vị thấy buồn không? Bao nhiêu năm nghe đạo tu hành mà không có phương pháp tu giải thoát, dân buồn không?
bây giờ có phương pháp tu giải thoát rồi, cảm ơn không? Hiểu không? Thật sự mà nói, những đức mong làm sao quý vị sống được vui, cũng như những đức được vui. Những gì những đức vui được, những đức mong quý vị cũng vui như những đức. Hiểu không? Những đức có thể làm việc 100 phần, quý vị làm 1 phần thôi, những đức cũng mong quý vị vui như những đức được 100 phần. Thật sự luôn á. Nên mong quý vị nghe những bài chia sẻ Phật Pháp này, quý vị có cái góc độ sâu sắc đối với cái Phật Pháp, có cái trí tuệ để nhìn nhận được Phật Pháp sâu sắc nghe. Chứ đừng có dễ dàng mà gọi là buông đầu này bắt đầu nọ, tiện lợi quá. Cái góc độ chọn lựa của chúng ta nó chậm mà chắc. Khi chúng ta phát tâm vô chùa tu cũng vậy, không phải vô là cạo đầu đắp y, mà chúng ta phải ở đó tu. Cho cạo đầu dạ phan con từ từ, để con tìm hiểu coi ở nơi đó làm sao. Một là gì? Có phương pháp tu không? Hai là gì? Có dạy con không? Ba là gì? Có lo cho con cơm ăn áo bận không? Bốn là gì? Quy tắc ở nơi đó làm sao? Thấy không? Ở nơi đó từ từ để nhìn nhận, rồi lúc đó mới quyết định đi xuất gia. Chứ không phải vô mà người ta cạo đầu là mừng bảy. Lỡ người ta cạo đầu ngày mai người ta dẫn mình đi cúng thì sao? Cuối cùng chúng ta dính rồi, cuối cùng mình đi luôn rồi sao? Mình quen luôn, mai mốt cúng xong rồi thầy được nhiêu, trò được nhiêu. Lúc đó chúng ta lỡ dở cái tâm ban đầu đi tu mình làm sao quý vị? Nên chúng ta phải suy nghĩ thiệt là kỹ. Chuyện ai thì người đó cứ làm, nhưng mà tư tưởng thì những đức chia sẻ là tư tưởng, chứ những đức không có trách ai, nhân duyên của ai kệ người ta. Nhưng mà bản thân những đức nói rõ ràng, để người ta có một phương hướng đi tu, người ta phải có sự chọn lựa. Có sự chọn lựa quý vị. Bây giờ quý vị cứ coi, bây giờ nhân duyên, bây giờ tôi không có dám nói cao ngạo gì, nhưng mà tôi nói cái duyên của tôi đi tu, tôi cũng cảm thấy mừng ghê. Tôi cũng mong người ta đi tu có duyên được như tôi. 15 năm nay tôi chưa từng bao giờ mà tôi đi hỏi ai một cắt bạc nào để tôi kiếm cuộc sống hết. Vậy thì tôi thấy rằng nếu tất cả những người làm cha làm mẹ mà có con đi tu như vậy thì cha mẹ sẽ rất mừng. Rất là mừng. Đúng không? Thì tôi cũng mong những người phát tâm đi tu phải có góc độ chọn lựa. Phật tử cũng vậy. Mình lún vào một đời ai vớt mình đi. Chứ mình nói bây giờ thôi con thì thôi lỡ rồi bây giờ, thôi kệ đi cho qua ngày đoạn tháng. Chứ bây giờ mà thầy mà trách con thì con buồn quá, nên con thôi kệ luôn. Biết rằng con không an lạc gì hết, nhưng mà thôi kệ đi. Thôi bậy quá, kệ đi gì. Con đường này lỡ mai mốt mình đọ, thầy có kéo mình lên được không? Bản thân mình phải có sự chọn lựa chứ. Tại vì mình đâu có bỏ đạo. Tại vì sao? Vì cái đường này mình đi không được thì mình đi đường khác thôi. Thầy nói con phản bội Nam Mô với Đà Phật thì thôi con chịu chứ sao bây giờ thầy. Chứ bây giờ con phải chọn một con đường giải thoát chứ sao bây giờ thầy. Chứ bây giờ mà bây giờ thầy bó buộc con mà con không có được gì, con không tu được cái gì hết thầy ơi, con phiền não quá trời luôn rồi, không được gì chứ á. Vậy thì con đi tìm cái chỗ nào bình an chứ, cái chỗ nào vậy con làm được chứ. Không đó, mình là tu sĩ hay là Phật tử thì cũng phải có góc độ chứ, nếu không để ổn một đời sao, luôn một đời sao quý vị. Rồi mình đi đến chùa mình không có mang cái gánh nặng thêm. Nó nghĩa là đi đến chùa mình lo tu hành giải thoát, chứ mình không có mang cái gánh nặng là mình đi xách giỏ đi kiếm này kiếm kia, mình gom góp đầu này đầu nọ, bị người ta nói này nói kia, gánh nặng trên vai. Đừng có đi làm việc đó làm chi. Nếu mà lỡ mình đã làm việc đó một khoảng thời gian dài rồi thì mình nên ngồi suy nghĩ lại trong khoảng thời gian mình làm đó mình đã được những gì. Nói là cái công đức của con lớn dữ lắm, cái công đức của con lớn dữ lắm, con xin hỏi thầy cái công đức con nằm ở đâu? Cái phước đức con lớn dữ lắm mà phước đức con nằm ở đâu thầy? Nhân duyên con lớn dữ lắm mà nhân duyên con ở đâu thầy? Tại sao những điều này nó lớn mà con mỗi ngày phiền não quá vậy thầy? Mỗi ngày con phiền não quá mà thầy nói lớn là lớn ở đâu? Những điều đó lớn mà hãy cho con sự bình an đi thầy. Chứ toàn là lớn không mà con không có sự an lạc gì hết. Còn ở đây những đức không có nói lớn lao gì, bởi vì có nụ cười là được. Hiểu không? Nó trong nhà Phật không có dùng hai chữ mà chúng ta phải nặng gánh gì hết chứ.
Tại vì con người đến với con người thì có hai chữ xin lỗi này kia, chứ thật sự mà nói thì lỗi vãi gì, đều là tính xấu nhân quả. Chúng ta đi nặng nề nhiều thứ tình chấp quá. Có nhiều anh em huynh đệ nói chùa xưa đang xây, sao thầy không trở về trên đó. Nói tôi đây tôi cũng làm bao nhiêu ngôi chùa, còn mấy ông rảnh mấy ông đi đi, còn tôi có công chuyện của tôi cảm ơn bằng cách này không được hả? Hiểu không? Có một cái bà cụ già, bà nói bà đã từng ngày xưa đã từng biết một nơi đó, bây giờ con muốn đi đến đây niệm Phật, nhưng con phải trở về nơi đó để nói cho rõ ràng. Những đức nói lỡ bà đi giữa đường bà chết làm sao? Thì phải là thầy đã cảm thấy tội nghiệp bà không? Thầy cảm thấy đau lòng hơn. Thà bây giờ bà đã nghe thầy hướng dẫn rồi, mà bà chọn cái pháp nào của Phật bà tu được bình an, đó là bà đã cảm ơn thầy dẫn dắt rồi. Thông cái tâm đi, nghe không? Tu hành là thông cái tâm đi, chứ đừng có nên đeo cái cục đá bên mình chi. Ai mà từng đeo đá nặng gánh đó, gặp những đức á, những đức nói quý vị đưa đá cho tôi, đưa cục đá cho tôi giữ giùm cho, chùa đạo tràng 4 đang xây thiếu đá bên kia. Đem qua bển đi, xây vô cái nền móng của chùa mới đó đó, để nó tiêu tan những cục đá nặng nề trong nội tâm cho quý vị. Hiểu không? Có bà cụ kia bà nặng nề cái tâm bà chàng ơi. Quý vị biết rằng đêm nào bà ngủ cũng không được, bà có số tiền bà cắt. Những đức nói ngôi chùa đạo tràng 4 đang xây bển á, bà đem ở bển bà đưa cho hòa thượng những cục đá bà đang nặng gánh trong tâm này đi, để rồi nó tiêu tan những sự nặng nề trong tâm bà cụ. Thấy chưa? Nó nên là ai mà biết qua những đức thì những đức khuyên quý vị có cái nặng gánh gì thì quý vị hãy đem đá vào đây. Hiểu không? Quý vị nên cười lên cái đi. Hiểu không? Cho tất cả những sự nặng nề trong cõi lòng mình tự tan biến. Cái sự nặng nề trong cái cõi lòng mình toàn là do không có nụ cười mà ra. Con người người ta cứ nói rằng thầy ơi, sự đau khổ của gia đình và chồng con, nhìn cái cảnh nhà như vậy thì làm sao mà cư được hả thầy? Những đức nói bây giờ quý vị không cười thì đá càng chắc chồng lên thêm, sự nặng nề càng nặng nề thêm. Thà quý vị cười lên, có khi nhờ cái nụ cười đó mà quang minh phổ chiếu. Hiểu không? Nó tan biến đi những cái sự u uất trong cõi lòng mình thì sao? Quý vị đi âu sầu làm chi? Con người âu sầu cũng như là trời chuyển mưa mà không mưa được. Cũng như cái đoạn đường mà có sương mù quý vị. Người buồn thì cũng như sương mù. Những đức hỏi quý vị, đoạn đường chúng ta đang chạy xe mà sương mù phủ bích lại hết, như vậy chúng ta có khen đoạn đường đó đẹp hay không? Không khéo lọt xuống đèo chứ đừng nói mà khen đẹp. Nên chúng ta phải cần có mặt trời để soi gọi, để tan biến những cái sương mù kia đi đi. Mà mặt trời là gì? Mặt trời là nụ cười của ban mai đó quý vị à. Hiểu không? Nên mỗi một người nên có nụ cười. Nụ cười là nụ cười ban mai, mà ban mai là buổi sáng mai. Buổi sáng mai thức dậy, nếu ta có nụ cười, bao nhiêu buồn trong tâm tự nhiên sẽ tan biến. Tự tan biến đó thôi quý vị. Đó. Nên khuyên quý vị mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến đây để có nụ cười nghe. Thì khổ đau từ nội tâm tan biến quý vị ơi. Chúc vị an lạc vị ơi. Và chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. Chúng ta hồi hướng vị ơi. Nguyện đem công
đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần chủ nhật chúng ta tập trung về chùa Hộ Pháp tu rất là đông, khắp nơi nơi người ta về đây cộng tu quý vị. Nhớ là trong kinh Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông, nhờ cái công đức của đại chúng mà nhiều người mang nghiệp phá thai này kia, những hương linh thai nhi cũng được nhờ rất là lớn và được hóa giải cái nghiệp báo thù. Vì nhớ nghiệp phá thai này đáng sợ lắm. Có cái anh chàng này lúc chưa có gia đình đi chơi rồi quen bạn bè rồi sau này anh phá thai, một bạn gái phá thai đâu ba bốn lần, mà sau này khi có vợ, khi anh nằm ngủ là vợ anh cứ thấy là mấy đứa nít nó leo lên mình, nó xé thịt anh mà giết, rồi anh phiền não, rồi anh ốm o gầy mòn, nó tiêu tị, làm ăn gì cũng không được, thất bại suốt luôn, giết rồi vợ chồng muốn chia tay luôn. Vậy mà đi đến chùa mình nghe pháp rồi anh về ăn chay niệm Phật này kia, vậy đó mà từ từ anh làm ăn được, rồi giờ anh vui vẻ mập mạp lại, vợ chồng hạnh phúc. Thì những đức nói rằng đây là cái mặt tâm linh nó hóa giải được cái nghiệp, nhờ cái lực của chúng tu và nhờ mình ăn chay niệm Phật, từ nơi đó mà nó hóa giải cái nghiệp, nên gia đạo nó thịnh lại. Nên quý vị biết cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm, nó đeo đẳng tới mình suốt luôn. Trong vợ chồng ai mà phước si thì nó khiến người đó, ví dụ như mình quý vị mang nghiệp phá thai đi, buôn bán cái này kia, buôn bán không được, tự nhiên cái giống như người ta lợi, người ta nhìn đồ mình thấy xấu, người ta không mua, ta nhìn mình người ta thấy mình mặt mày héo queo, người ta ghét, mắt duyên. Tại vì cái nghiệp phá thai là cái nghiệp giết người quý vị à. Nên từ nơi đó mà phải cần dùng cái công đức niệm Phật, dùng vạn đức hồng danh để hóa giải cái nghiệp phá thai. Nó gì Ấn Tổ nghe nói mà niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, mà phải niệm lâu dài mới chuyển được cái phàm tâm. Phàm tâm là cái tâm trách hờn, cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Hoặc là mình phá thai rồi mà kêu con ơi đừng có quậy mẹ nữa con, con ở chùa đi, mẹ lập bài vị rồi đó, con ở đây con đừng có về nhà nghe. Cái đó là phàm tâm đó quý vị. Sao mình bắt buộc người ta được, mình chỉ lo tu thôi. Mình đã tạo nghiệp rồi thì người ta đối xử với mình sao cũng được chứ á. Mình chỉ cần lo niệm Phật, đó là cái cách giải nghiệp hay nhất. Đó, nên quý vị nghe gì rồi á, mà cả hương linh thai nhi cũng nghe, quan gia nên giải không nên kết. Nếu như các con mà buồn giận hận trách, các con cũng đâu có vui gì đâu. Thôi bây giờ ở chùa mỗi ngày được cúng đi thực, được nghe pháp vui, niệm Phật để cầu sanh cực lạc, vì thì quá đặc biệt. Nó nên tất cả những người mang nghiệp phá thai cố gắng nghe pháp, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, nó làm những việc phước thiện, tâm tư an lạc vui vẻ. Đó là cái cách giải nghiệp hay dữ lắm. Nhớ nghe. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả những chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức sáng suốt tỉnh táo, buông cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tây như cung, tiếp Phật tự cộng nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt. Ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đang hộ tình chung ngã kim tây như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đang cô hồn chung ngã kim tây như cung, nhất thiết cô hồn cộng.
Nguyện dị tử công đức vô cập mư nhật thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vận đào. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cái công đi thực này niệm Phật nhiều quan trọng lắm, mình nhớ nghe. Nên củ quyền thất tổ mình cũng đi theo mình, người chưa siêu thoát cũng theo mình. Nhờ cái công đức niệm Phật giúp cho họ được no đủ, rồi giúp cho họ được siêu thoát, nên niệm Phật nhiều tốt nhé. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị, những người mà ung thư này kia đồ, nên phát tâm ăn chay trường, phóng sanh, giúp cho thọ mạng mình nó kéo dài ra, nhớ nghe. Tại vì mình bệnh đau bác sĩ chạy là do nghiệp sát sanh mà ra,
Bây giờ mà mình còn đi sát sanh nữa thì thua, bó tay. Nên cái công đức phóng sanh này quan trọng lắm. Và con cháu mình nó giải nghiệp bất hiếu cũng từ công đức phóng sanh. Nên quý vị nên phát tâm ăn chay trường phóng sanh. Con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết nó nghe. Đó là cái tâm từ bi đó. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta qua chai đường để dùng cơm nha. Chúc vị ăn cơm ngon miệng vị ơi. A Di Đà Phật.